Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 21. Chương 201. Tấn cấp. Lên đường. Cót két. Trong lúc cửa phòng đang chập chờn ánh đèn, bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Viêm hung hăng lắc lắc đầu, đem men say trong đầu đẩy ra ngoài, chờ người đóng cửa phòng, siêu vẹo đi tới đặt mông ngồi xuống giường. Hô, nhẹ thở ra một hơi rượu, bàn tay nhẹ nhẹ sờ đầu, không khỏi có chút cười khổ, bởi vì biết ngày mai mình rồi đi. Cho nên bị đại ca và nhị ca ép uống hơi nhiều, nếu không phải là ngày mai còn phải đi, có lẽ đêm nay chắc chắn không say không về. Bỏ giày ra, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn tu luyện, hô hấp trở nên vững vàng. Một lúc sau, một đoàn nước từ trong miệng Tiêu Viêm bắn ra ngoài. Đem rượu trong cơ thể đẩy ra, Tiêu Viêm bây giờ mới cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, ngồi xếp bằng trên giường trầm ngâm một lát. Ngón tay đột nhiên bắn vào giới chỉ, nhất thời quang mang trong phòng sáng lên, trong nháy mắt ảm đạm, mà trong nháy mắt này, đang ở giữa không trung là một đóa hoa sen màu xanh, trôi nổi giữa không trung, sau đó đứng yên bất động. Nhìn Thanh Liên giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đôi mắt Tiêu Viêm hiện lên sự hưng phấn, bàn tay khẽ vung lên, làm cho Thanh Liên hạ xuống. Sau đó thân hình nhảy lên, ngồi vững vàng trên tòa hoa sen. Sức nặng của thân thể Tiêu Viêm làm cho đài sen giảm xuống, bất quá cuối cùng chậm rãi yên ổn. Mông tiếp xúc với đài sen, một cỗ năng lượng ấm áp chậm rãi thẩm thấu qua da, thân thể Tiêu Viêm tiếp xúc, làm cho thân thể thư sướng, Tiêu Viêm hít dài một hơi. Hai tay lần nữa bày ra kết ấn, đôi mắt Tiêu Viêm từ từ nhắm lại, sau một lát, tiến nhập trạng thái tu luyện. Lúc Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, một vòng quang mang màu xanh đột nhiên từ trong đài sen bay lên, cuối cùng đem Tiêu Viêm bao bọc lại. Tâm thần từ từ chìm vào trong cơ thể, vẫn như cũ là quán tính đi đến vị trí xoáy tụ trong tiểu phúc, tâm thần tại nơi khí tụ màu tím quét qua, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc, phát hiện tại dùng khí xoáy tụ dĩ nhiên đã có 14 đạo chất lỏng màu tím tồn tại. Không nghĩ tới giai đoạn này chậm rãi tu luyện không ngờ lại ngưng tụ ra một giọt chất lỏng năng lượng. Tiêu Viêm sợ hãi một phen, tâm thần vừa động, một lũ đấu khí màu tím ngưng tụ trong xoáy tụ phân hóa ra, sau đó chậm rãi đên lộ tuyến các kinh mạch, rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lúc công pháp bắt đầu di chuyển, phía trong căn phòng, trong thiên địa từng đợt hỏa thuộc tính đột nhiên ở trên đài sen bạo liệt đi đến, nhưng hỏa thuộc tính tiếp xúc đến đài sen. Thể tích đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Đợi đến khi chúng nó thuận lợi thông qua quang mang Thanh Liên, dĩ nhiên thể tích chỉ còn lại rất nhỏ. Mặc dù thể tích giảm nhiều, nhưng chỉ cần quan sát, có thể phát hiện năng lượng của hỏa thuộc tính rõ ràng tinh thuần hơn rất nhiều. Tại nơi thuộc tính năng lượng màu vàng nhạt, tựa hồ vẫn mơ hồ trộn lẫn tạp chất, mắt thường khó có thể phát hiện được đó là một ít năng lượng quang mang màu xanh. Hiển nhiên, đó chính là năng lượng màu xanh phát ra, hẳn lúc trước thiên địa hỏa thuộc tính thông qua quang mang Thanh Liên liền bị chế luyện vào. Trải qua quang mang Thanh Liên luyện hóa, từng đợt vàng nhạt trộn lẫn năng lượng hỏa thuộc tính. Bắt đầu theo hô hấp của Tiêu Viêm, cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thân thể. Đạo năng lượng thứ nhất tiến vào trong kinh mạch Tiêu Viêm đang vận chuyển đấu khí rõ ràng sửng sốt một hồi. Kiểm tra thân thể, thấy đấu khí màu vàng nhạt cùng với năng lượng màu xanh cơ hồ khó có thể phát hiện. Tâm thần nghi hoặc nhìn thiên địa hỏa tinh thuần năng lượng. Tiêu Viêm phân hóa ra đấu khí tử hỏa, thử dò xét, sau đó bao vây lại, từ từ luyện hóa. Tiến hành luyện hóa, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Trong khi luyện hóa, Tiêu Viêm vui mừng ngạc nhiên phát hiện năng lượng màu xanh tinh khiết đến mức không thể tinh khiết hơn, thậm chí không cần Tiêu Viêm lần nữa luyện hóa, trực tiếp tiến vào. Dòng xoáy tụ, năng lượng màu xanh, hẳn là do Thanh Liên mang lại. Khó trách tinh khiết như thế, trải qua đại địa chi hỏa cả ngàn năm rèn luyện, không tinh khiết mới là lạ. Trong lòng rất nhanh đoán được xuất xứ của năng lượng màu xanh, tâm thần Tiêu Viêm nhất thời mừng rỡ như điên, khó trách, dược lão khen đóa hoa sen này không dứt miệng. Loại này cung cấp năng lượng cuồn cuộn có thể không cần luyện hóa này, thật là giảm được bao nhiêu thời gian tu luyện a, thứ tốt a. Trong lòng mừng thầm thì thào một tiếng, Tiêu Viêm nhanh chóng ổn định tâm thần, sau đó bắt đầu tiến vào cơ thể đem năng lượng màu vàng cùng với năng lượng màu xanh chia lìa ra. Vì được năng lượng màu xanh bảo hiểm, Tiêu Viêm đem vận chuyển trong kinh mạch một vòng, vẫn chưa phát hiện ra dị trạng. Lúc này mới quán chú tiến thẳng vào xoáy tụ,
mà năng lượng màu vàng nhạt, bởi vì độ tinh khiết không đồng nhất, cuối cùng luyện hóa rồi mới quán chú vào xoáy tụ. Đã xác định phân công tu luyện, xoáy tụ năng lượng trong cơ thể Tiêu Viêm đang cấp tốc tràn đầy. Đêm hôm khuya khoắt tu luyện, vẫn duy trì cho đến ánh bình minh lên rồi mới ngừng lại. Cuối cùng tất cả các năng lượng được quán chú tiến vào dòng xoáy tụ, Tiêu Viêm thở dài một hơi, vừa muốn thu công trạng thái, xoáy khí màu tím ở tiểu phúc đột nhiên run lên. Bị bất thình thình run rẩy, kinh ngạc một chút, Tiêu Viêm vội vàng đem tâm thần dò xét bên ngoài dòng xoáy tụ. Nhất thời có chút vui mừng và ngạc nhiên, một giọt nhỏ chất lỏng năng lượng màu tím, dĩ nhiên là đang chậm rãi thành hình. Rốt cục muốn ngưng tụ thành 15 giọt sao. Nhìn năng lượng chất lỏng màu tím đang chuẩn bị thành hình, Tiêu Viêm mừng rỡ, vội vàng duy trì ổn định tâm thần, chậm rãi chờ giọt chất lỏng thứ 15 chậm rãi thành hình. Bình tĩnh nhìn xoáy tụ, giờ phút này chợt nổi lên từng đợt ba động, mà ở vị trí trung tâm thật nhỏ một giọt chất lỏng màu tím đang xoay tròn. Chất lỏng xoay tròn cực kỳ có tiết tấu, ở bên trong, xoáy tụ là sung túc đấu khí, cũng không ngừng dũng mãnh lao tới. Đinh! Một khắc thời gian, tựa hồ một tiếng động nhỏ vang lên, lặng lẽ từ dòng xoáy tụ truyền ra. Mà theo thanh âm vang lên, ba động đang kịch liệt trong xoáy tụ cũng chậm rãi bình tĩnh xuống. Mà một chất lỏng năng lượng màu tím chậm rãi tiến vào trong đó, cùng với 14 giọt chất lỏng năng lượng giống như con cá nhỏ nghịch ngợm ở trong dòng khí xoáy tụ. Lúc giọt năng lượng 15 thành hình một lát, thân thể Tiêu Viêm cũng rung lên. Ở một khắc này, hắn có thể cảm giác rõ ràng được dòng khí xoáy tụ đã dung nạp đến cực hạn. Một lần nữa khuếch trương lên rất nhiều, cơ thể có chút trầm trọng nay đã nhẹ hơn rất nhiều, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể giờ khắc này tự nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Cảm nhận được thân thể có biến hóa, trong lòng Tiêu Viêm minh bạch, hiện tại hắn đã trở thành nhị tinh đấu sư. Con ngươi đen kịt chậm rãi mở ra, tử quang hiện lên rồi biến mất, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, kết ấn trong tay buông xuống, thân thể nhảy xuống khỏi đài sen. Đứng bên cạnh đài sen, Tiêu Viêm vẫn như cũ nhìn hoàn mỹ hoa sen màu xanh, không nhịn được cười lên, cẩn thận thu vào giới chỉ, sau đó nhìn qua sắc trời tờ mờ sáng, không khỏi có chút ngạc nhiên nói, không ngờ trời đã sáng. Duỗi cái lưng hơi mỏi, tất cả các khớp xương kêu lên, Tiêu Viêm đi tới cạnh giường, đem huyền trọng xích nhẹ nhàng đeo sau lưng, nhẹ giọng nói, đã đến lúc phải đi à. Trên lưng là huyền trọng xích, Tiêu Viêm đi tới cạnh bàn, trầm ngâm một lát, từ giới chỉ lấy ra một lượng lớn cực phẩm dược chữa thương bỏ lên bàn. Sau đó lấy ra một đống cổ quái đan dược, cuối cùng cầm một bình nhỏ trong đó là 30 hạt hồi khí đan. Đoạn thời gian này ở Thạch Mạc Thành, Tiêu Viêm biết ở chỗ này cũng có bán thuốc chữa thương, bất quá số lượng cực kỳ ít. Hơn nữa chất lượng cũng không tốt lắm, chính mình hiện tại thời gian có chút vội vàng, bất quá chừng ấy thuốc chữa. Thương cũng đủ cho Mạc Thiết Dòng binh đoàn dùng một thời gian, nếu như thuận lợi, hắn có thể rất nhanh trở về, đến lúc đó thì sẽ cấp cho Mạc Thiết Dòng binh đoàn một chút lễ vật. Đem tất cả mọi thứ dọn dẹp, Tiêu Viêm mới vỗ tay cười, lưng đeo huyền trọng xích, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa phòng, nhanh chóng di ra ngoài. Sắc trời bên ngoài lúc này có chút hôn ám, phía xa chân trời, lộ ra một chút ánh sáng mặt trời. Đóng kỹ cửa phòng, Tiêu Viêm vừa mới đi được vài bước, thì nghe thanh âm của Thanh Lân kêu gọi, thiếu gia, ngài phải đi sao? Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng nhỏ ở cuối con đường nhỏ, chân chậm rãi bước qua, bàn tay nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Thanh Lân, mỉm cười nói, nha đầu. Ta có việc trọng yếu phải làm, cho nên không thể ở lại cùng ngươi được. Thanh Lân mở to cặp nhãn đồng màu lục, nhìn trước mặt Tiêu Viêm đang ấm áp cười, thấp giọng nói, ngài có còn trở về không? Đương nhiên còn phải trở về chứ, Thanh Lân phải cố gắng nga ngồi xổm người xuống. Tiêu Viêm nhìn xong đầu hỏa linh xà đang ở trong tay áo Thanh Lân, khẽ cười, ngước mắt lên, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ lời của ta, chỉ cần mình có thể sống thì không cần quan tâm ánh mắt của người nào, nếu như không thích thì lựa chọn không nhìn nghe không? Vâng, dùng sức gật cái đầu nhỏ, con ngươi màu bích lục của Thanh Lân có một tầng sương mù. Ta đi, hướng hai vị ca ca nói ta xin lỗi. Đứng dậy, Tiêu Viêm xoay người, hướng phía ngoại viện đi đến, thân thể cao lớn, lưng đeo huyền trọng xích, bóng lưng kia nhìn qua thật sự là hào hiệp. Đứng ở đường nhỏ, Thanh Lân nhìn bóng lưng kia chậm rãi biến mất, bàn tay khẽ vuốt đầu của song đầu hỏa linh xà, nhẹ giọng nói, nhất định phải trở về Nga. Trên một tầng lầu của dòng binh đoàn, Tiêu Lệ chống cằm nhìn bóng lưng thiếu niên đang đi xa,
khóe miệng nhếch lên, cười nói, tiểu tử này, nhiều năm như vậy, vẫn cứ tính tình này. A Tiêu Đỉnh dựa lưng vào cây, cột bên cạnh, khẽ cười cười, ánh mắt nhìn bóng lưng thiếu niên đeo trong xích lẩm bẩm nói, tiểu tử kia thật sự càng ngày càng mạnh a, xem ra chúng ta cũng phải cố gắng. Nếu không sau này chỉ có thể đi phía sau hắn a. Trên nhà cao tầng, hai người nhìn nhau, đều cất tiếng cười to. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 202, sâu trong sa mạc. Trên bầu trời trong sáng, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, giống như một hỏa cầu cháy nóng, sáng rỡ chiếu rọi màu cát vàng trong sa mạc, đem những hạt cát nhỏ biến thành lung linh huyền ảo. Trong sa mạc, bởi vì nhiệt độ nóng cháy, từng đợt khí từ trong cát thẩm thấu ra, cuối cùng bốc hơi trong không khí, nhìn có chút hư ảo. Nhìn sa mạc vô tận, một đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện, nhìn khuôn mặt phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đã ở lâu trong sa mạc. Bóng người có chút chậm chạp tiến đến, đi đến một cồn cát cao nhất, ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó từ giới chỉ lấy ra một tấm bản đồ da dê, cẩn thận tra lộ tuyến. Nhìn lộ tuyến phía trên, chúng ta tựa hồ đã đến gần tháp nhĩ qua sa mạc chứ. Ngón tay dọc theo lộ tuyến trên bản đồ, Tiêu Viêm liếm liếm môi đang khô khốc, thoáng có chút trầm thấp tự hỏi. Ai, thật là đáng chết, tháp nhĩ qua sa mạc quả thật là rất lớn. Từ Thạch Mạc Thành đi tới nơi này, dĩ nhiên đã nửa tháng thời gian, nếu trên bản đồ có trạm tiếp viện, vậy thì mới là khỏe a. Tiêu Viêm thở dài một hơi, lấy khổ làm vui, bất đắc dĩ cười nói. Lúc Tiêu Viêm rời khỏi Thạch Mạc Thành, sau đó dựa theo lộ tuyến của bản đồ, đối với tháp nhĩ qua sa mạc tiến đến, bởi vì ở chỗ sâu trong sa mạc, hư cảnh làm cho người ta nhận không ra. Cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn một ít lộ trình an toàn, sau đó triển khai Tử Vân Dực bay vút đi, thời gian còn lại hắn lựa chọn đi bộ. Bên trong tháp, nhĩ qua sa mạc, trừ bỏ một ít ma thú phải chú ý, còn lại làm cho người ta kiêng kỵ chính là xà nhân. Ở trong sa mạc rất ít người lựa chọn làm kẻ địch của họ, dù sao bọn xà nhân thao túng được kỹ thuật ám sát, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, đối với thường nhân mà nói, phiền toái nhất là xà nhân, nhưng may có bản đồ cùng với linh hồn cảm giác cường đại của Dược Lão. Cho nên Tiêu Viêm không tao ngộ phiền toái gì, mỗi lần có nguy hiểm, Tiêu Viêm cũng dễ dàng tránh né xà nhân cùng với đội ngũ tuần tra. Đương nhiên, nếu bởi vì vô tình gặp phải xà nhân, Tiêu Viêm liền dùng thủ đoạn lôi đình, khi đối phương chưa phát ra tiếng cảnh báo liền giết chết. Hắn phi thường minh bạch, nếu tại tháp nhĩ qua sa mạc mà bị xà nhân vây công, thì kết quả rất là thê thảm. Song cho dù có Tử Vân Dực cùng với bản đồ trợ giúp, bất qua, Tiêu Viêm từ phía ngoài đi đến tháp nhĩ qua sa mạc vẫn mất nửa tháng thời gian, cho nên Tiêu Viêm mới bất đắc dĩ cười khổ. Ngón tay theo lộ tuyến di động, cuối cùng dừng lại chỗ đáng dấu nguy hiểm. Loại dấu màu đỏ này, ở bản đồ gồm có 8 địa điểm, phân biệt các phương hướng của tháp nhĩ qua sa mạc. Xà nhân trong tháp nhĩ qua sa mạc còn có một ít bộ lạc nhỏ, và lại những dấu đỏ trên bản đồ là chỉ những bộ lạc xà nhân cường đại nhất. Trừ bỏ Mỹ Đỏ Toa Nữ Vương, tất cả bọn họ đều rất cường đại. 8 cái bộ lạc hùng bá tháp nhĩ qua sa mạc, mà mỗi bộ lạc hùng bá một phương, trên bản đồ chỉ một dấu đỏ, chính là chỗ Tiêu Viêm muốn đi qua. Thật sự là xui xẻo. Cau mày nhìn dấu đỏ tươi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, ở bộ lạc này bình thường đều có đấu linh cường giả, thậm chí có xà nhân đấu vương cấp bậc thủ hộ, cho nên hắn muốn thần không biết quỷ không hay. Rõ ràng là có chút khó khăn, xem ra phải đi đường vòng a. Cười khổ lắc đầu, cho dù là có Dược Lão làm chủ bài, Tiêu Viêm cũng không thể trong sa mạc tung hoành không kiêng kỵ gì. Xà nhân tộc có thể đối kháng cùng Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy mà không bị hủy diệt, tự nhiên là có chỗ cường hãn. Cho nên, nếu một người một ngựa tung hoành ở địa bàn của xà nhân, quả thật là một hành động ngu xuẩn. Bất quá, khi tiến vào sa mạc, hắn đã tích trữ nguồn nước. Lần trước chuẩn bị, đã dùng một thời gian, nhìn chỗ chứa nước trong giới chỉ. Tiêu Viêm thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua bản đồ, cuối cùng dừng lại một cái ốc đảo gần phía mình nhất. Ách, nơi này cùng với bộ lạc xà nhân có chút gần a. Nhìn dấu hiệu của ốc đảo, Tiêu Viêm có chút cau mày. Đáng tiếc, trăm dặm xung quanh, chỉ có ốc đảo này. Trong miệng khẽ lẩm bẩm,
Một lát sau, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đem bản đồ thu vào giới chỉ, thấp giọng nói, mặc dù trên bản đồ có chút gần, bất quá vẫn cách xa đến mấy chục dặm. Lấy xong nước lập tức rời đi, hẳn là không bị xà nhân phát hiện. Ở trong lòng tự an ủi một phen, Tiêu Viêm nhấc chân bước đi, hướng ốc đảo phía xa nhanh chóng đi tới. Ở sa mạc mặc dù có bản đồ cũng rất khó có thể tìm kiếm nguồn nước. Mặc dù lộ tuyến nhìn thì rất ngắn, nhưng Tiêu Viêm cũng phải đi 3 giờ, đến khi mặt trời đã có chút hạ xuống thì ốc đảo mới thư từ hiện ra. Nhìn ốc đảo tọa lạc ở một mảnh bình nguyên, Tiêu Viêm thở phào một hơi, nắm chặt huyền trọng xích phía sau lưng. Ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có thân ảnh xà nhân, lúc này mới hướng ốc đảo nhanh chóng đi tới. Từ từ đến gần ốc đảo, không khí nóng nực đã trở nên mát mẻ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn xung quanh, cuối cùng thân hình tìm một rừng cây che giấu thân hình. Ngửi một chút hương cỏ bên cạnh, Tiêu Viêm thoải mái thở một hơi. Ở trong sa mạc, cho dù là có chút màu xanh, cũng có thể làm cho người ta thoải mái. Bàn tay vuốt vuốt cằm, thân thể Tiêu Viêm đứng trong đám cây, đem ánh mắt quét qua xung quanh, không ngừng tìm kiếm địa phương có nguồn nước tồn tại. Theo ánh mắt của Tiêu Viêm, hắn cuối cùng quét ánh mắt vào chỗ sâu trong ốc đảo. Ngay khi hắn không tìm thấy nguồn nước mà có chút kích động, thì nghe ở phía xa có tiếng chảy nhỏ của nguồn nước. Nghe thanh âm của nước, Tiêu Viêm nhất thời thở phào một hơi, trong lòng nóng nảy, cơ hồ là muốn đem thân thể ngâm trong hồ nước. Sau khi hắn chuẩn bị lao ra khỏi đám cây, thì từ khe hở nhìn ra ngoài, ánh mắt chợt nheo lại, thân thể vội vàng phủ phục xuống, hô hấp cũng giảm đến nhỏ nhất. Tại ngoài rừng cây thì thấy mấy người xà nữ yểu điệu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn, không ngừng đảo qua rừng cây, trong tay nắm chặt vũ khí, tựa hồ tùy thời có thể đánh chết những ai dám xông qua. Bởi vì duyên cơ là xà nữ sống trong sa mạc, cho nên da rẻ có chút ngăm đen, khuôn mặt xinh đẹp, phối hợp với cặp đồng tử kỳ dị, nhìn qua có chút mị hoặc. Hơn nữa xà nhân làm cho người ta mê mẩn chính là vòng eo. Tại thế giới nhân loại, mỗi khi có xà nhân nữ nô lệ biểu diễn, vũ đạo tràn ngập phong tình, nam nhân ở bên cạnh xem. Nếu định lực không tốt, thì đường trường sẽ là nhất trụ kình thiên vẻ mặt xấu hổ, thì không phải chuyện hiếm thấy. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Viêm tự nhiên không có hứng thú đi thưởng thức mấy nữ xà xinh đẹp có vòng eo tràn ngập mị lực này. Hắn hiện tại thăm dò mấy nữ xà, sắc mặt thoáng có chút khó coi, bởi vì theo linh hồn cảm giác, hắn phát hiện mấy vị xà nữ này dĩ nhiên có 4 nàng là cấp bậc đại đấu sư cường giả, còn toàn bộ đều là đấu sư. Thật khốn khiếp, những người này không biết vây quanh chỗ này làm gì. Nhìn đội hình có chút cường hãn, Tiêu Viêm miệng đầy khổ sáp, cúi đầu cười khổ, ánh mắt đảo qua một vòng. Đem hơi thở của mình áp chế tới lúc thấp nhất, sau đó chậm rãi di động thân thể, lặng lẽ hướng hồ nước cẩn thận đi tới. Mượn sắc trời bắt đầu hôn ám, Tiêu Viêm may mắn tránh được các ánh mắt của xà nữ, cuối cùng cũng đến gần khu vực có nước. Ngón tay khẽ tách lá cây, ánh mắt Tiêu Viêm phóng ra, xuất hiện trong tầm mắt chính là một hồ nước trong xanh, sạch sẽ, làm cho Tiêu Viêm đang khát nước nuốt một ngụm nước bọt. Phù phù. Ngay khi Tiêu Viêm đang tràn đầy vui mừng, chuẩn bị xuất hiện để lấy nước, thì một tiếng vang nhỏ của nước, thân thể nhất thời cứng ngắc, khẽ nhếch miệng, ngây người nhìn một bóng hình xuất hiện trong hồ nước. Hồ nước trong suốt, một bóng lưng người nữ tử, từ đáy hồ phóng lên, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, những sợi tóc dài khẽ dán trên bờ vai trắng như tuyết. Những giọt nước lăn xuống bờ vai mịn màng, sau đó từ từ trôi xuống vòng eo nhỏ nhìn cực kỳ hấp dẫn, cuối cùng rót xuống hồ nước làm ra những tiếng động nhỏ. Mặc dù khoảng cách có chút xa, bất quá Tiêu Viêm vẫn có thể thấy vòng eo nhỏ ấy hết sức mềm dẻo, khó có thể tưởng tượng nếu ở trên giường, cái eo nhỏ mềm dẻo có thể làm bao nhiêu người mê mẩn. Nữ tử đen tay vuốt những sợi tóc dài, sau đó chậm rãi xoay người lại. Theo sự di chuyển của thân thể nữ tử, thân thể hoàn mỹ nhất thời bại lộ trước tầm mắt Tiêu Viêm, lập tức làm cho sử nam Tiêu Viêm nhất thời có chút khí huyết dâng lên. Thân thể bạch ngọc hoàn mỹ, giống như là kiệt tác của ông trời, cặp nhũ hoa đầy đặn vểnh cao kiêu ngạo bại lộ ra. Ở dưới ánh trăng hé ra một dung nhan quyến rũ mà xinh đẹp, đôi mắt nhấp nhô từng đợt xuân tình giống như nước chảy ra. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 203, xà nữ nguyệt mị.
Từ khi Tiêu Viêm nhận thức đàn bà thì sợ rằng chỉ có Nhã Phi ở Ô Thản Thành mới có thể so sánh. Cục cục, nhìn nữ nhân xinh đẹp này. Yết hầu Tiêu Viêm hơi di động một chút, bàn tay chậm rãi khẽ véo trên đùi, sự đau đớn kịch liệt làm cho hắn hồi phục sự thanh tỉnh, ánh mắt đảo qua nữ tử bên cạnh hồ nước. Ở dưới hồ nước trong suốt, một cái đuôi rắn màu xanh hơi đong đưa, làm phóng thích ra một cỗ hấp dẫn. Xà nhân nhẹ nhàng than một tiếng, con mắt Tiêu Viêm híp lại, trên khuôn mặt bao trùm sự kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện, lấy linh hồn cảm giác, dĩ nhiên không thể dò xét thực lực của nữ nhân trước mặt là có cấp bậc gì. Phiền toái. Nữ nhân này ít nhất là đấu linh, thậm chí là đấu vương cường giả. Nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ đoán được thực lực của nữ nhân, Tiêu Viêm đang định lựa chọn rút lui. Đột nhiên, nữ nhân trong hồ đem ánh mắt hướng về chỗ Tiêu Viêm ẩn giấu. Tiêu Viêm trong lòng thoáng kinh hãi, trong lòng lắp bắp kinh hãi nói, có dược lão che giấu hơi thở, nàng làm sao có thể phát hiện ra ta. Xà nữ trong hồ quyến rũ, giống như xuân thủy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phương vị của Tiêu Viêm. Một lát sau, lấy bàn tay nhỏ nhắn che môi cười nói, tiểu tử loài người kia, chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, bây giờ lại muốn đi sao? Vừa dứt lời, cánh tay nhỏ nhắn của xà nữ vỗ lên mặt hồ, một đạo thủy tiễn dâng lên, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở. Một khẩu độc dược xanh biếc phun vào trong đạo thủy tiễn, đem đạo thủy tiễn chứa độc dịch hướng về phía chỗ Tiêu Viêm ẩn núp bắn mạnh tới. Mặc dù lời nói của xà nữ ôn nhu như đang nói với tình nhân, nhưng hạ thủ lại cực kỳ ngoan độc. Nếu Tiêu Viêm bị đạo độc tiễn bắn trùng, thì sợ rằng không chết cũng bị lột ra. Bất quá, cũng may Tiêu Viêm thấy thực lực của xà nữ kinh khủng, nên luôn đặt tâm thần lên người xà nữ, nhìn nàng trong nháy mắt liền hạ thủ, bàn chân lập tức đạp mặt đất, thân hình đột nhiên lao ra ngoài. Suy, thủy tiễn bắn mạnh về rừng cây, dĩ nhiên rừng cây trong nháy mắt liền héo rũ. Khóe mắt liếc vào chỗ đám cây héo rũ, Tiêu Viêm nhịn không được hút một hơi lạnh, nữ nhân này thật sự là quá độc. Hi hi, không nghĩ tới là một tiểu tử thật là dễ nhìn. Nhìn Tiêu Viêm từ trong rừng cây lao ra, hai mắt của xà nữ sáng ngời, không chút nào để ý nửa trên thân thể của mình đang xích lõa trước mặt của Tiêu Viêm. Cười dài nói, a, đại tỷ ngài chậm rãi tắm, ta chỉ đi ngang qua thôi. Hướng về xà nữ cười khan một tiếng, thân thể của Tiêu Viêm cấp tốc tránh xa hồ nước. Nhìn Tiêu Viêm như tia chớp lùi về phía sau, một ngón tay chậm rãi giơ lên, sau đó giống như đang vũ động giơ lên. Theo ngón tay của xà nữ đang vũ động, trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên một đạo kinh khí âm lãnh hướng về phía sau lưng Tiêu Viêm bắn tới. Nhận thấy phía sau có kinh khí bắn tới, Tiêu Viêm thoáng cả kinh. Thân thể khẽ run lên, đấu khí màu tím xa y cấp tốc bao bọc, ngón tay cong lên, một đạo hỏa diễm bắn mạnh về phía sau, cuối cùng va chạm với đạo kinh khí âm lãnh, một tiếng vang lên. Tử hỏa từ từ tiêu tán, mà đạo kinh khí âm lãnh cũng biến thành một con rắn nhỏ có màu sắc rực rỡ. Bất quá con rắn nhỏ lúc này đã biến thành một con rắn nướng. Con mắt quét qua con rắn ngũ sắc, khóe mắt của Tiêu Viêm khẽ nhảy lên. Con rắn này mặc dù nhỏ, bất quá độc tính của nó cực kỳ lợi hại. Cho dù là một đấu sư bị nó cắn trúng, nếu không giải độc kịp thời thì cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá ở trong rừng ẩn giấu hơn 1000 độc xà. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn chúng giết hết sao? Thản nhiên liếc mắt nhìn con rắn nhỏ bị đánh chết. Đôi môi đỏ mọng xà nữ hé mở, một tiếng sóng âm kỳ dị từ trong miệng truyền ra. Theo tiếng sóng âm truyền ra, những tiếng sột soạt vang lên, chỉ trong chốc lát, cây cối xung quanh Tiêu Viêm xuất hiện các loại độc xà. Những con mắt tam giác của độc xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chỉ cần xà nữ ra lệnh một tiếng, tất cả liền phun độc về phía Tiêu Viêm. Nhìn độc xà ở xung quanh, da đầu Tiêu Viêm từng đợt tê dại. Bỗng đột nhiên hiểu ra, khó trách nữ nhân này phát hiện ra tung tích của mình. Nguyên lai mình quên các nàng có bản lãnh thao túng độc xà. Đây chính là vô số những ánh mắt được sắp xếp trong rừng rậm A. Sợ rằng chính mình vừa bước chân vào ốc đảo thì đã bị bọn chúng phát hiện. Nguyệt Mị đại nhân có cần giết hắn không ạ? Phía trong rừng cây, bóng người chợt hiện lên. Liền xuất hiện mấy xà nữ canh giữ bên ngoài, đột nhiên xuất hiện xung quanh rừng cây lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi, đừng vội, ta đã lâu không phát hiện loại người xâm nhập đến đây. Xà nữ được gọi là Nguyệt Mị quyến rũ cười nói, đuôi rắn khẽ di động, yêu nhã bơi lên bờ, thân thể mềm mại đứng ở bờ hồ.
hai đạo bóng người xuất hiện phía sau Nguyệt Mị, đem một cái áo choàng màu đen lập tức bao phủ lấy thân thể làm cho nam nhân thú huyết sôi trào bao bọc lại. Tùy ý để cho thuộc hạ mặc áo, ngón tay Nguyệt Mị vuốt vuốt những giọt nước dính trên tóc, nhìn Tiêu Viêm cười dài nói, tiểu tử kia, nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đến chỗ này? Phải biết rằng, loài người rất ít vào sâu trong sa mạc, càng không nói là xuất hiện gần ốc đảo phía bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi là thám tử của Gia Ma đế quốc? Các ngươi lại chuẩn bị khai chiến. Nói đến lời cuối cùng, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, khuôn mặt của Nguyệt Mị đang tươi cười cuốn rũ thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo. Hụ, ta chỉ đi ngang qua nơi này, muốn lấy một chút nước mà thôi, về phần thám tử kia, ta xem ngươi đang tưởng tượng đấy chứ. Tiêu Viêm giang tay, có chút vô tội nói, miệng thì nói, nhưng ánh mắt thì đang dò xét chỗ sơ hở để đột phá vòng vây. Hi hi, đích xác có điểm không giống. Ánh mắt mê người đảo qua trên người Tiêu Viêm, Nguyệt Mị thản nhiên cười nói. Hắc hắc, nếu không giống, vậy đại tỷ ngày tiếp tục tắm rửa đi chứ. Tiểu đệ xin cáo từ. Nói xong lời này, bàn chân Tiêu Viêm dẫm mạnh dưới mặt đất, một đạo năng lượng nổ vang lên, thân hình lao nhanh về phía rừng cây. Trở về, thân hình vừa động, một người xà nữ như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, trong tay cầm xà mâu đâm mạnh về phía Tiêu Viêm. Đại đấu sư, cảm nhận được ba đông trên thân thể đối phương, Tiêu Viêm nhịn không được. Bàn tay cầm lấy chuôi huyền trọng xích sau đó hung hăng đánh ra. Huyền trọng xích nặng nề đánh ra, kinh khí áp bách đem những cây nhỏ ở phụ cận đè áp xuống. Đinh! Theo một tiếng kêu thanh thúy vang lên, thân thể Tiêu Viêm nhất thời bạo thối, ở phía mặt đất hiện ra mười mấy dấu chân trả Tiêu Viêm, sau đó mới từ từ đem kinh khủng kinh khí hóa giải. Lúc Tiêu Viêm bị đánh lui thì đại đấu sư xà nữ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thân thể mềm mại nhoáng lên. Sau đó quỷ dị đem lực lượng của huyền trọng xích hóa giải đi, khuôn mặt ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Hô, không hổ là đại đấu sư a, chênh lệch này. Lắc bàn tay có chút tê dại, Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng thầm cười khổ. Tiểu tử kia, nếu tới thì cần gì phải đi. Theo tỷ tỷ đến bộ lạc chơi đùa chứ, đừng quên ngươi là loại người nhìn Tiêu Viêm đón đỡ được một kích của thủ hạ đắc lực nhất của mình. Ánh mắt Nguyệt Mị thoáng xẹt qua một chút kinh ngạc, chợt quyến rũ cười nói. Quên đi, muốn đến làm xà nhân, ta còn thích làm loài người hơn, dù sai ta cũng không thích có cái đuôi. Khi bước đi rất không thoải mái. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, huyền trong xích xoay tròn ở trong tay sau đó bị bỏ vào giới chỉ. Tiêu Viêm quay đầu nhìn thân hình nữ nhân xinh đẹp khoác áo bào màu đen, hắc hắc cười nói. Nghe thấy giọng nói có chút trào phúng của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị lạnh lùng cười, khuôn mặt quyến rũ từ từ thu liễm, thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Giết hắn, phất tay, Nguyệt Mị nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Nghe Nguyệt Mị hạ lệnh, xà nữ xung quanh nhất thời không áp chết được sát ý đối với loài người. Thân hình đột nhiên di động, độc mâu trong tay có chút u mang hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm đâm tới. Ô, cảm nhận được sát ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, giữa lưng khẽ run lên, tử vân rực thật lớn hiện ra. Bàn chân hung hăng đạp mạnh xuống đất, theo một tiếng nổ vang, thân thể Tiêu Viêm nhất thời bay thẳng lên trời. Khi thân thể đang ở không trung, hai cánh Tiêu Viêm rung lên, nhìn các xà nữ đang trợn mắt há mồm nhìn lên, cười lớn nói, bái bai, các vị cứ việc tắm rửa đi, ta thật sự là chỉ đi ngang qua. Đầu khi hóa cánh, nhìn thấy hai cánh sau lưng của Tiêu Viêm, khuôn mặt đang tươi cười của Nguyệt Mị thoáng hiện lên sự sợ hãi, bất quá một lát, lông mày nhíu lại, lắc lắc đầu, không đúng. Không phải đấu khí hóa cánh, tiểu tử kia, quả nhiên càng ngày càng thú vị, tỷ tỷ thế nào lại bỏ qua ngươi. Che đôi môi đỏ mọng đang cười, trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh như băng có chứa sát ý, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang cấp tốc rời khỉ ốc đảo. Liền phất tay với các xà nữ xung quanh nói, các ngươi về bộ lạc trước đi, ta thử xem tiểu gia hỏa này có thoát khỏi tay ta không. Vâng, đại nhân. Nghe vậy, vài xà nữ đang muốn truy kích, lập tức lùi xuống, cung kính thi lễ với Nguyệt Mị, sau đó không chút do dự lắc mình tiến vào trong rừng cây, nhanh chóng biến mất không thấy. Khi tất cả xà nữ đều thối lui, Nguyệt Mị lúc này mới ngước mặt lên trời cười, nhìn Tiêu Viêm lúc này cơ hồ chỉ nhỏ bằng một bàn tay, Nguyệt Mị khẽ mỉm cười. Thân thể khẽ run lên, một đôi cánh chậm rãi xuất hiện sau lưng của Nguyệt Mị, trong nháy mắt liền đọng lại một cái cánh năng lượng màu xanh.
Hai cánh khẽ nhúc nhích, thân thể Nguyệt Mị liền bay lên không trung, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm đang chạy trốn truy đuổi theo. Hi hi, tiểu tử kia, nếu như cho người ta biết một cái đấu sư nho nhỏ dĩ nhiên chạy thoát khỏi tay Nguyệt Mị ta, thì sẽ bị cho người ta cười chết. Ở nơi ốc đảo mát lạnh, theo thanh âm duyên dáng của Nguyệt Mị từ từ tiêu tán, hồi phục lại như cũ. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 204, đội hình khủng bố. Mặt trăng to lớn đang hiện ra ở phía trên của bầu trời. Ánh sáng lung linh huyền ảo bao phủ khắp sa mạc làm cho có cảm giác cả sa mạc như đang được bao phủ bởi một tầng ngân sa. Hưu, trong sa mạc an tĩnh, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, từ xa đến gần, một bóng đen đột nhiên từ chân trời phía bắc hiện ra. Sau đó mãnh xẹt qua giữa không trung, bởi vì tốc độ cao mà sinh ra cơn gió lốc mạnh mẽ, tạo ra một cái thông đạo bằng cát như là một cái đuôi dài đến trên trăm thước trong sa mạc trong cát bụi mù mịt khắp nơi. Bóng đen đã từ từ biến mất tại chân trời phía bên này, nhưng cát vàng mù trời vẫn còn chưa kịp rơi xuống, một bóng đen thứ hai lại xuất hiện. Tốc độ bay đuổi theo lại càng hung mãnh, trực tiếp đem thông đạo bằng cát mà bóng đen lúc trước tạo ra mở rộng lên gấp đôi. Mẹ kiếp, nữ nhân này cũng quá kiên nhẫn đi, ta chỉ là một gã đấu sư nho nhỏ mà thôi, có đáng giá nàng lãng phí từng đấy khí lực để đuổi theo không nhỉ? Hai cánh cấp tốc chấn động, Tiêu Viêm bỗng nghe được tiếng xe gió từ phía sau mình không xa truyền đến. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Nguyệt Mị đang cấp tốc đuổi theo phía sau. Mặc dù cách xa nhau khá xa, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, một nét trêu tức thoáng hiện như kiểu mèo vờn chuột, lập tức không khỏi cười khổ nói. Sư phụ, cúi đầu liếc mắt một cái nhìn giới chỉ màu đen trên ngón tay, Tiêu Viêm trong lòng vội vàng la lên. Tiếng gọi ầm ĩ rằng co chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng không có nhận được một câu trả lời nào đáp lại. Tiêu Viêm biết điều này đại biểu cho ý gì, nhất thời lắc đầu, cảm thấy mình thật đen đủi a. Sư phụ a, đây chính là cường giả cấp bậc đấu vương a, rèn luyện cũng không phải là làm theo cách này, mà cười khổ thì thào vài tiếng. Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một viên hồi khí đan bỏ vào trong miệng, sau đó hai cánh rung lên. Tốc độ lần nữa tăng lên, Nguyệt Mị không nhanh không chậm vẫn bám sát phía sau Tiêu Viêm, nhìn bóng dáng chạy trốn của hắn bị truy đuổi đến chật vật, không khỏi quyến rũ cười. Nhẹ giọng cười nói, tiểu tử kia, hay là theo tỷ tỷ đi đến bộ lạc chơi đùa đi, loài người các ngươi không phải thích nhất là mang xà nữ chúng ta làm nô lệ sao? Ta đây cũng đem ngươi thu làm nô lệ của ta, có được hay không? Thanh âm cười khẽ vang lên. Dưới tác dụng của đấu khí, chuẩn xác bắn về phía trước truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Đại tỷ, ngài nếu muốn phát tình, phải đi tìm người nào thân thể có chút cường tráng đi chứ, ta đây người ngợm gầy nhom, hơn nữa lại không thể thỏa mãn được ngươi hà. Mặc dù thanh âm của Nguyệt Mị mềm mại kiều mị, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhận ra sát ý đang tỏa ra lạnh như băng, lập tức cũng không khách khí, quay đầu lớn tiếng nói. Thật là một tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, nghe được thanh âm Tiêu Viêm hô to, vẻ mặt Nguyệt Mị đột nhiên lạnh lẽo, cắn răng. Cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra, năm luồng năng lượng màu xanh bắn mạnh ra, quấn quanh lấy nhau. Cuối cùng năng lượng ngưng tụ thành năm đầu thanh xà thật lớn. Năng lượng thanh xà như tia chớp đột phá trở ngại không khí. Trong thời gian nháy mắt, tiến đến sau lưng Tiêu Viêm. Nhất thời há to miệng, lộ ra răng nanh, hung hăng cắn mạnh vào sau lưng Tiêu Viêm. Dựa vào cái này a. Nghiêng đầu nhìn ngũ đầu thanh xà thật lớn xuất hiện ở sau lưng. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, thân thể vội vàng quỷ dị giãy giụa, kinh hiểm vạn phần tránh thoát năm đầu năng lượng màu xanh thôn phệ. Lăn xuống đi, vẻ mặt lạnh lẽo cười, cánh tay nhỏ nhắn của Nguyệt Mị vung lên. Năm đầu năng lượng thanh xà cự đại hung hăng đập bể tử, vân rực tại giữa lưng Tiêu Viêm. Hừ, chợt chịu khổ đòn nghiêm trọng. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng tái nhợt, kêu rên lên một tiếng. Tử vân rực sau lưng chợt hóa thành hình xăm áp vào trên lưng. Sau đó, thân hình cấp tốc rớt xuống. Oa a a, phong thanh kịch liệt vang lên bên tai. Tiêu Viêm hai tay vũ động lung tung. Một lát sau mặt đất vang lên một tiếng trầm đục. Thân thể ầm ầm tiến vào một bên trong chỗ cồn cát. Trôi nổi giữa không trung, Nguyệt Mị biếng nhác vuốt nhẹ mái tóc dài. Con ngươi quét về phía chỗ cồn cát, chậm rãi đạp không bước xuống, cười dài nói,
Tiểu tử kia, ngươi mắng nghe đến là rất tàn nhẫn. Ta lại càng muốn đem ngươi chuẩn bị thu làm nô lệ. Phi, phi. Từ cồn cát trung chui ra, Tiêu Viêm đem cát vàng trong miệng ói ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị nọ đã đi tới trước người hơn 10 thước. Ánh mắt đảo qua tại nơi tràn ngập hấp dẫn là vòng eo thủy xà, đôi mắt híp lại, thân thể thoáng yên lặng. Một đạo tiếng nổ năng lượng mạnh mẽ đột nhiên tự phía trong cồn cát truyền ra. Mà theo thanh âm vang lên, thân thể Tiêu Viêm bắn lên giống như một quả pháo đạn bình thường. Nhằm thẳng về phía Nguyệt Mị đang đứng cách đó không xa đang ở giữa không trung, Tiêu Viêm đảo bàn tay. Huyền trọng xích thật lớn bỗng hiện ra, sau đó cùng với kình khí hung mãnh, hung hăng nhằm đầu Nguyệt Mị đầu nện xuống. Hi hi, tiểu tử này xuống tay thật sự là tàn nhẫn, bất quá cái này đối với tỷ tỷ thật là vô dụng nha. Trong tiếng cười thản nhiên, bàn tay trắng như tuyết của Nguyệt Mị chậm rãi nâng lên, hơi hơi vung lên, năng lượng u thanh phô thiên cái địa từ trong lòng bàn tay bạo dũng xuất ra. Cuối cùng hóa thành nghìn vạn đầu năng lượng trường xà thật nhỏ, đem trọng xích ẩn chứa kình khí của Tiêu Viêm bao vây, lực đánh tới của hắn dễ dàng bị hóa giải. Nhìn huyền trọng xích bị năng lượng trường xà bao vây, Tiêu Viêm nhíu mày, không chút do dự buông ra chuôi xích, thân thể nhất sai, quay, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Nguyệt Mị. Bàn chân, bước lên một bước, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên vọt tới gần khi gần thân thể Nguyệt Mị, hai tay nắm chặt, lực lượng đột nhiên tăng vọt, hô lớn, bát cực bằng. Nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng, hung hăng nhằm bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị cùng nộ đánh đến, hiển nhiên là một kích toàn lực của Tiêu Viêm, hắn cũng không có giữ lại một chút nào lực lượng. Lực lượng không tồi. Đối với lần công kích hung mãnh này của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị lông mày hơi nhíu nhẹ, buông ra một câu đánh giá. Đợi đến lúc nắm tay sắp tiếp xúc đến thân thể, trong chốc lát, thân thể mềm mại đột nhiên giống như con rắn dãy giụa một cách quỷ dị. Nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng, nhằm vào bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị xuyên vào, cận thân công kích cực mạnh này của Tiêu Viêm, dĩ nhiên bị nàng ung dung tránh né một cách thoải mái đi. A, tiểu tử kia, mặc kệ ngươi chiêu thức tinh diệu như thế nào, với chênh lệch thực lực hiện tại, đương nhiên sẽ không có một chút nào tác dụng. Thân thể Nguyệt Mị mềm mại khẽ đảo qua, gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng khuôn mặt của Tiêu Viêm tựa hồ chỉ vẻn vẹn cách nhau nửa tấc, nhìn thân sắc thiếu niên nọ vẫn không chút thay đổi. Nguyệt Mị thản nhiên cười, thân thể lại nghiêng tới trước, đỏ mọng mê người, tự nhiên nhẹ nhàng hôn lên trên trán Tiêu Viêm một cái, để lại trên đó một cái dấu môi son cực kỳ gợi cảm. Phù phù, một đòn nghiêm trọng thất bại, cảm giác như đánh vào trong không khí, làm cho sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, kêu rên một tiếng, rồi rơi xuống cồn cát. Đây là chênh lệch cấp bậc A, căn bản không phải bất cứ cái đồ vật gì có thể đền bù. Thân thể vừa mới tiếp xúc với mặt cát, Tiêu Viêm hai tay chống giữ lại, thân thể mạnh mẽ lăng không một phen. Cuối cùng rơi xuống cách Nguyệt Mị vài thước, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị đang cười dài, không khỏi tại trong lòng cười khổ nói. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Viêm vuốt vuốt cái dấu môi son trên trán, đột nhiên cảm giác được đầu thoáng có chút choáng váng, lập tức khuôn mặt biến đổi, vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một viên giải độc đan mà dược lão tự mình luyện chế. Vội vàng nuốt xuống, cảm giác choáng váng lúc này mới đỡ hơn rất nhiều. Mẹ kiếp, nữ nhân này ngay cả miệng cũng đều có độc à. Lấy ống tay áo vội vàng đem dấu môi son lau đi, trong lòng Tiêu Viêm nổi giận mắng. Gì, tiểu tử này dĩ nhiên có cả được giải độc đan tốt nhất sao? Nhìn Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể ngạnh khánh của độc dược mà mình hạ thủ, Nguyệt Mị không khỏi có chút kinh ngạc nói. Ai? Thời gian không có nhiều lắm, hay là nhanh lên một chút giải quyết đi, tiểu tử kia, ngươi nếu là không muốn làm nô lệ của tỷ tỷ, vậy thì có thể trở thành một khối xương trắng nằm cùng với cát vàng Nga. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng càng thêm sáng ngời, Nguyệt Mị cũng thoáng có chút mất đi kiên nhẫn, khuôn mặt vẫn hơi mỉm cười nhưng lại có vài phần lạnh như băng. Sư phụ, ta thật sự là đánh không lại nàng, người không xuất thủ, ta đây cũng chỉ có bị bắt mà thôi. Nhìn khí thế sắc bén mà Nguyệt Mị từ từ phát ra, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dĩ nhiên là trực tiếp đặt mông ngồi ở trên cồn cát. Trong lòng cười khổ nói, tiểu tử kia, đừng vội, lập tức đã có người tới cứu ngươi, thời gian này đừng kêu gọi ta, trong đám người đang đến kia. Có một người linh hồn cảm giác thực sự rất mạnh, nếu mà ta cùng với ngươi liên lạc liên tục, sợ rằng sẽ bị hắn cảm ứng được sự tồn tại của ta. Thanh âm dược lão rất nhanh mà dồn dập, sau khi nói xong, lại lâm vào sự trầm mặc. Ách! Sự trả lời ngoài mong đợi này,
làm cho Tiêu Viêm vẻ mặt đầy ngạc nhiên, linh thức rất nhanh kiểm tra một vòng xung quanh. Một lát sau, vẻ mặt của hắn rất nhanh thu liễm lại, ánh mắt đảo qua sa mạc xung quanh, trừ bỏ hạt cát ở khắp nơi. Hoàn toàn trống không, làm gì có đám cứu binh gì đâu. Đến cùng là ngươi đang làm cái gì à? Nguyệt Mị đang đứng phía đối diện, trên mặt mang đầy vẻ tươi cười chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm thấy không thể phản kháng, đành phải cười khổ thấp giọng nói. Tốt lắm, tiểu tử kia, đi theo tỷ tỷ đi thôi. Nguyệt Mị nhẹ nhàng tới trước mặt Tiêu Viêm, cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung lên, trong đó u thanh năng lượng từ từ lóe ra. Song lúc nàng chuẩn bị bắt Tiêu Viêm đem về, mặt cười đột nhiên sững lại, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ác lạnh nhìn về bầu trời phía đông sa mạc. Tất cả bỗng trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó hai đạo thân ảnh đột nhiên từ bầu trời phía đông hiện lên. Phía sau hai người không xa, xuất hiện một bóng người, lúc ẩn lúc hiện. Ha ha, ta đã nói bên này có hơi thở của xà nhân. Quả nhiên không sai, hơn nữa thoạt nhìn lại là một người có lai lịch không nhỏ a. Bóng người nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn. Một tiếng cười to sang sảng, mang theo sự khuếch đại của đấu khí, vang vọng khắp thiên địa của phiến sa mạc này. Oanh! Trên bầu trời, hai bóng người đột nhiên dừng lại, cấp tốc chợt hiện ra, kinh khí xe gió bén nhọn giống như là đang ở giữa không trung bỗng vang lên một tiếng sấm sét. Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Viêm nhìn hai bóng người xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, nhãn đồng chợt co rút nhanh, sau một lúc lâu, yết hầu di động nuốt một miếng nước bọt. Hai gã đấu vương cường giả. Lúc hai người này xuất hiện, vẻ mặt Nguyệt Mị phía dưới bỗng trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt đang tập trung trên người Tiêu Viêm bỗng rời đi, sau đó lạnh lùng liếc nhìn hai người giữa không trung. Một lúc sau khi hai người xuất hiện không lâu, một tiếng hô to rõ ràng, cũng là vang vọng khắp nơi, điểm đen xa xa nọ từ từ lớn dần. Một lát sau, một đầu ma thú thật lớn toàn thân bích lục, từ từ xuất hiện ở trên không trung của phiến sa mạc này. À, quả nhiên ở đây có người. Sau khi ma thú thật lớn dừng lại giữa không trung, một đạo lãng tiếng cười truyền ra, chợt sáu đạo bóng dáng tự trên lưng ma thú nhảy xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên cồn cát cách Tiêu Viêm không xa. Ánh mắt vội vàng đảo qua nơi sáu bóng người vừa rơi xuống đất, đồng tử của Tiêu Viêm vốn là đã co rút rất nhỏ, hiện tại cơ hồ lại là biến thành nhỏ hơn nữa. Bởi vì hắn phát hiện, sáu người này trong đó có năm người là cường giả cấp bậc đấu linh, mà trung niên nhân cầm đầu chính là cường giả cấp bậc đấu vương. Nhưng mà làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ, lại là một hắc bào nhân đang đứng cạnh vị trung niên nhân này. Những người khác, Tiêu Viêm thật ra có thể mơ hồ phỏng đoán ra thực lực, nhưng hắc bào nhân này lại là cho hắn một loại cảm giác huyền ảo, mà Vân Chi lúc đầu mới gặp cũng như vậy. Đấu hoàng, trên khuôn mặt, một mảnh rung động, trong lòng Tiêu Viêm, giờ phút này cũng giống như đang nổi sóng cồn. Năm tên cường giả đấu linh, ba gã cường giả đấu vương, cùng với một người có lẽ là siêu cấp cường giả đấu hoàng. Như vậy có thể nói là một đội hình khủng bố xuất hiện ở trong sa mạc này, đến tột cùng là vì mưu đồ gì đây? Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 205, trận chiến cường giả. Nhìn tám người nhảy xuống từ trên lưng ma thú, Nguyệt Mị trần kinh, trên mặt thoáng hiện nét kinh hãi. Ánh mắt nàng đảo qua vị hắc bào nhân lộ rõ vẻ kiêng kỵ, lập tức sự chú ý cũng không còn để trên người Tiêu Viêm, mà thân hình trong nháy mắt lùi xa mấy chục thước rồi lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người mới tới, cười lạnh nói, hôm nay không biết ngọn gió nào thổi tới sa mạc vậy. Ngày thường cường giả đã là khó gặp, như thế nào lại kết bè kéo lũ đến đây thế này? A, không nghĩ tới vừa tới sa mạc không lâu, dĩ nhiên gặp được đấu vương cường giả. Nói vậy các hạ hẳn là một trong tám thủ lĩnh của bát đại xà nhân bộ lạc sao? Từ trong mấy người, vị trung niên nhân bước lên một bước, cười cười nhìn Nguyệt Mị ở phía xa nói. Ngồi trên cồn cát, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt Tiêu Viêm từ từ tiêu tán, mở chừng hai mắt lặng lẽ. Nhìn qua tám người này, hắn phát hiện trừ hắc bào nhân thần bí làm cho người khác có cảm giác nhìn không thấu thì những người còn lại tựa hồ đều lấy vị trung niên nhân này làm thủ lĩnh. Người kia là ai? Cư nhiên có thể đại biểu nhiều cường giả như vậy ra mặt. Nhận thấy được tình huống, Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một trận kinh ngạc. Phải biết rằng, là một đấu vương có ai không phải là cường giả danh chấn một phương chứ.
Bọn họ có thể tính cách bất đồng nhưng trong lòng lại có cùng một loại ngạo khí của cường giả nên rất khó có khả năng chính thức cùng phục tùng một người khác. Ánh mắt đảo qua người mấy người cuối cùng dừng lại trên người trung niên nhân, Tiêu Viêm dù chỉ sơ bộ đánh giá cũng không thể phủ nhận người này có một loại khí chất khó có thể nói rõ. Khuôn mặt làm cho mọi người có thể thấy được lúc còn trẻ tất nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy mặc dù hiện tại tuổi. Hắn khá lớn nhưng lại do năm tháng ma luyện rõ vẻ thành thục khiến hắn có thêm vẻ ung dung cùng tang thương. Mà hai loại tính chất này đối với nữ tử trẻ tuổi tuyệt đối là có lực hấp dẫn chí mạng. Người này thật không đơn giản a. Trong lòng nhẹ nhàng đánh giá, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm về vị trung niên nhân anh tuấn này, có thể trở thành cường giả đấu vương có ai là đơn giản chứ. Ánh mắt rời khỏi năm người gắt gao quan sát vị hắc bào nhân thần bí, không hiểu vì sao Tiêu Viêm mơ hồ có cảm giác như sau khi xuất hiện, người này luôn dùng loại ánh mắt như ẩn như hiện khóa chặt mình. Các ngươi là ai? Vì sao đêm khuya lại xuất hiện sâu trong địa bàn của tộc ta? Chẳng lẽ không biết nơi đây là cấm địa đối với loài người sao? Nguyệt Mị vẻ mặt tươi cười quyến rũ lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại lạnh lẽo nghiêm nghị hỏi. Lúc này trước đội ngũ có thực lực kinh khủng trước mặt nàng cũng không còn nhàn nhã nói giỡn được nữa. À, chúng ta đến tháp qua nhĩ sa mạc đích thực là có chuyện quan trọng. Không biết các hạ có thể đưa ta diện kiến nữ vương được không? Trung niên nhân lại cười nói, muốn gặp nữ vương bệ hạ. Nghe vậy, Nguyệt Mị đôi mắt đẹp liền ánh lên vẻ xinh đẹp mà đầy nguy hiểm, cười lạnh nói, chúng ta cùng loài người các ngươi chém giết nhiều năm, trên tay đều dính đầy máu đối phương, còn có thể có chuyện gì để nói chuyện nữa chứ? Mấy vị nếu thức thời, xin khuyên các ngươi hãy rời đi, nếu không một khi xà nhân bát đại thủ lĩnh tề tụ thì dù có là Gia Mã đế quốc cường giả chỉ sợ cũng gặp khó phải lui thôi. Lão Hà, ta đã sớm nói không nên cố gắng cùng xà nhân đàm phán, các nàng cũng không phải loại có thể. Giữa không trung một vị đại hán hình dạng nhanh nhẹn dũng mãnh cúi đầu lớn tiếng nói với trung niên nhân. Thanh âm của đại hán nọ giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng giữa không trung một lúc mới từ từ yếu bớt rồi tắt hẳn. Ta nhận ra nữ nhân này chính là thủ lĩnh của Mị Xà bộ lạc, một trong 8 đại bộ lạc xà tộc. Hắc hắc. Năm đó Gia Mã đế quốc khai chiến cùng xà nhân tộc, Lôi Nạp lão gia hỏa kia cũng có cùng nàng đối chiến, bất quá cuối cùng tựa hồ như bị thất thế. Đại hán nọ ánh mắt liếc nhìn dáng người xinh đẹp của Nguyệt Mị cười nói, Lôi Nạp, ngươi nói là cái lão già năm đó tu luyện lôi điện thuộc tính công pháp sao? Không biết độc trên người hắn bây giờ đã giải chưa vậy? Nguyệt Mị khóe môi thoáng hiện nét cười lạnh chế giễu nói, cũng nhờ phúc của ngươi. Mặc dù độc tố đã được giải bất quá cũng tương đương với tàn phế một cánh tay. Đại hán nhàn nhạt nói, liếc nhìn nhãn đồng của Nguyệt Mị. Trong mắt hắn thoáng hiện một nét hàn quang. Lão Hà, trực tiếp bắt giữ nàng thôi. Đừng phí thời gian nữa, nếu không thì muộn mất, đồ vật ngươi muốn chỉ sợ cũng không còn. Hơn nữa nếu như bị nàng chạy trốn, nói không chừng chuyến đi này của chúng ta muốn thành công lại khó thêm rất nhiều. Đại hán cúi đầu hướng trung niên nhân nói. Nghe vậy, trung niên nhân được gọi là Lão Hà thoáng trầm ngâm một chút, hơi gật gật đầu có chút bất đắc dĩ nói, nếu các hạ không chịu phối hợp vậy, cũng đừng trách chúng ta ỷ đông hiếp ít. Phong Lê, lão sư, phiền các vị vậy. Tại câu nói sau cùng, trung niên nhân ngẩng đầu lên hướng đại hán cùng một gã hình thể có chút gầy gò trên không trung nói. Không thành vấn đề, đã muốn lãnh giáo lợi hại của cường giả xà nhân tộc từ lâu. Được lời, vị đại hán không chút do dự vỗ vỗ lồng ngực nói. Mặt khác vị lão giả gầy gò thì hơi do dự một chút, hiển nhiên hắn cũng tự phụ thân phận mà không có ý hai người giáp công. Bất quá hắn cũng chỉ do dự chốc lát rồi hiểu rõ trong nhiệm vụ lần này một đấu vương cường giả sẽ đem lại khó khăn lớn cỡ nào cho phe mình. Hai người thân hình khẽ rung lên sau đó hóa thành hai đạo hắc tuyến trực tiếp xuất hiện gần Nguyệt Mị. Tốc độ của bọn hắn được đề cao trong nháy mắt, thậm chí làm cho không khí sinh ra bạo âm. Nghiêm sư. Đứng trên cồn cát, đại hán khẽ ngẩng đầu trầm giọng báo tên của chính mình. Đây là lễ tiết của cường giả khi chiến đấu. Phong Lê. Lão giả gầy gò bình đạm nói, nghe hai người này báo tên, Tiêu Viêm cùng Nguyệt Mị trong lòng cùng không khỏi chấn động. Hô chấm hai người này lại là danh chấn Gia Mã đế quốc, bài danh trong thập đại cường giả sư vương Nghiêm sư, phong hành giả Phong Lê. Trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa một hùng tráng một đạm bạc hai bóng dáng, Tiêu Viêm không nhịn được hít sâu vào một hơi.
Ngày thường loại cường giả cao cao tại thượng này một người cũng khó gặp, vậy mà tối nay hắn lại một hơi nhìn thấy hai người. Ta còn tưởng là ai có loại lá gan xâm nhập sâu trong lãnh địa của tộc ta, nguyên là nhị vị trong Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả à. Giọng nói pha chút châm chọc lại nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, nét cười trên mặt Nguyệt Mị lại càng thêm vài phần ngưng trọng. Mặc dù nàng cùng hai người này cũng chưa có chính diện chiến đấu nhưng cũng đã nghe được danh tiếng bọn họ. Nổi danh đã lâu, hai người này có thể đứng trong hàng ngũ Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả tự nhiên là bọn họ có chỗ hơn người. Với thực lực của mình nếu cùng một người chiến đấu nàng cũng không chút kiêng kỵ, nhưng lấy một địch hai lại là chuyện khác. Ngoài ra trừ hai người này, vị hắc bào nhân nãy giờ vẫn trầm mặc mới làm cho Nguyệt Mị kiêng kỵ nhất. Đấu hoàng. Đây là loại siêu cấp cường giả chỉ có nữ vương bệ hạ mới có thể địch nổi a. Những người này rốt cuộc vì cái gì mà đột nhiên tụ tập ở sa mạc? Chuyện này hẳn là không bình thường, mặc kệ mục đích của bọn họ là gì ta đều phải báo lại cho nữ vương bệ hạ. Bằng không với đội ngũ này tám bộ lạc lớn không nơi nào có thể một mình chống lại bọn họ. Trong lòng thoáng tính toán, Nguyệt Mị cũng không chần chừ nói nhảm nữa, hai tay mảnh khảnh làm nhanh một cái kết ấn kỳ dị, cùng lúc đó đuôi rắn nhẹ nhàng đánh lên mặt cát tạo nên một âm thanh rung động nhỏ. Nhất thời cồn cát nổ mạnh, một đạo sóng cát bắn ra phía trước Nguyệt Mị, sau đó phô thiên cái địa tràn về phía mọi người. Động thủ. Thấy Nguyệt Mị động thủ trước, Nghiêm Sư cũng không khách khí quát lên, hai tay cùng lúc cũng động chấm một đạo âm ba màu bạc tựa như tiếng sư tử giống từ miệng hắn khuếch tán ra ngoài. Đạo âm ba hung hăng đem đợt sóng cát đập bể, sau khi va chạm kịch liệt công kích của hai người đều yên lặng chìm xuống ngay khi Nghiêm Sư phá giải. Đợt sóng cát thì Phong Lê thân hình khẽ rung lên một cái rồi biến mất, tức thì đợt sóng cát lại truyền ra từng đợt năng lượng dao động mãnh liệt. Nghiêm Sư sau khi đem công kích đối phương phá giải cũng hung hăng lao tới vòng chiến. Nhất thời một mảnh dài hẹp mấy chục thước thật lớn bụi cát bị cuốn theo kình khí của hắn bay loạn trong không khí. Đầy trời cát vàng phiêu vũ, Nguyệt Mị hàn ý trong nét cười càng đậm. Trong lòng bàn tay nàng hai quả năng lượng xanh nhạt xuất hiện rồi ngưng tụ thành hai đầu thanh xà to lớn. Thanh xà lần này không phải loại lần trước Tiêu Viêm chứng kiến có thể so được, cả người hùng tráng được bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn, cái miệng rộng thoáng ẩn hiện cặp nanh trắng đục sắc bén. Càng làm cho người ta rung động chính là hai đầu thanh xà. Này tựa như có linh tính phẩy hai cỗ khí tức hung lệ nhàn nhạt phát ra từ trong cơ thể chấm hai đầu thanh xà đột ngột xuất hiện, hiển nhiên cũng nhất thời đem thế công của Nghiêm Sư cùng Phong Lê ngăn lại. Thật đáng sợ, chỉ là ngưng tụ ra hai đầu năng lượng xà cổ quái dĩ nhiên cũng tương đương hai đấu linh cường giả. Nhìn tình huống quỷ dị phát sinh lúc đó Tiêu Viêm cũng không nhịn được khóe miệng giật giật. Đã sớm nghe nói xà nhân tộc cường giả có thể đem linh hồn ma thú hút ra, sau đó tu luyện lại thành một loại kỹ năng đặc biệt, không những có thể bảo toàn phần lớn thực lực của ma thú mà lại tuyệt đối phục tùng chủ nhân, hung mãnh không sợ chết khiến đối thủ cực kỳ khó chịu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là không giả a. Nhìn tràng cảnh chiến đấu lúc này, năng lượng bạo dũng, cát vàng bay múa làm vị trung niên nhân cũng thoáng chút sợ hãi than. Trưởng lão, xem ra hai vị đại nhân cũng không thể lập tức thu thập nàng a, chúng ta có cần tiếp ứng không? Một vị nam tử hướng tới trung niên nhân bên cạnh có chút cung kính hỏi. Nghe vậy, trung niên nhân hơi nghiêng đầu nhìn chăm chăm vị hắc bào nhân thần bí. Dường như nhận thấy ánh mắt của hắn, hắc bào nhân hơi hơi lắc đầu. Ánh mắt dưới mũ trùm màu đen một lần nữa ẩn ẩn bắn về phía cồn cát không xa nơi thiếu niên đang ngồi trên đó vì cuộc chiến kịch liệt mà vẻ mặt rung động thể hiện ý vị không hiểu nổi. Nhìn cử động của hắc bào nhân, trung niên nhân khe khẽ gật đầu, thoáng chút trầm ngâm rồi nhẹ giọng nói. Thôi đi, với thực lực của lão sư cùng Phong Lê, nàng cũng chẳng qua chỉ nỗ lực chống đỡ mà thôi, không lâu nữa thắng bại cũng sẽ rõ thôi. À, cung kính đáp một câu, người này mặc dù từng là một đấu linh đỉnh cấp cả một tòa thành thị khổng lồ nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ kính sợ đảo qua hắc bào nhân rồi chậm rãi lùi ra phía sau. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 206, Hắc Bào Nhân Thần Bí. Vẻ mặt rung động nhìn trận chiến phía xa thỉnh thoảng vọng tới một chút dư âm cũng đã đủ làm cho Tiêu Viêm tâm thần run rẩy. Dựa theo hắn tính toán chỉ với chút dư âm này nếu không cẩn thận bị đánh trúng cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Đây là chiến đấu của cấp bậc đấu vương sao?
Tiêu Viêm có chút ngơ ngẩn nhìn khu vực ba người chiến đấu không ngừng, nhịn không nổi nuốt một ngụm nước bọt. Thịch, một tiếng nổ mạnh tràn ngập năng lượng đột ngột vang lên, cát vàng văng đầy trời. Khi cát vàng dần dần lắng xuống thì ba đạo thân ảnh cũng kéo nhau bắn ngược ra. Ba luồng nhãn quang không hề che giấu sát khí đều tại không trung khóa chặt lấy đối thủ. Đem ánh mắt quét qua cuộc chiến vừa ngừng, Tiêu Viêm phát hiện trong ba người, Nguyệt Mị mặc dù khuôn mặt vẫn còn đọng nét cười nhưng đã tái nhợt. Hiển nhiên nàng đã rơi vào thế hạ phong, còn Nghiêm Sư cùng Phong Lê do liên thủ nên quần áo cũng chỉ có chút. Không toàn vẹn mà thôi, hơi thở hai người bọn họ vẫn như cũ vững vàng hữu lực, tỏ rõ chưa bị chút thương tích nào. Thật sự là nhân loại vô sỉ. Một mình ta đích xác không phải là đối thủ của hai ngươi, bất quá trong sa mạc này nếu ta muốn chạy thoát các ngươi còn không có tư cách ngăn cản. Bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng nhấp nhô, sau khi kiến thức sơ bộ thực lực đối phương, Nguyệt Mị cũng hoàn toàn bỏ qua ý định liều mạng. Cười lạnh một tiếng, hai tay nàng rất nhanh làm ra mấy cái ấn kết ở trước người, nhanh ngăn nàng lại. Nhìn ra thân thể Nguyệt Mị đột nhiên đấu khí ba động mãnh liệt, Nghiêm Sư chau mày quát. Lời này của hắn vừa xuất ra, Phong Lê ở bên kia cũng trong nháy mắt phóng ra một luồng gió xanh hướng Nguyệt Mị bắn tới như chớp. Xa kỹ, phân hóa. Cười lạnh nhìn luồng gió phóng tới, Nguyệt Mị cả thân thể đột nhiên run lên, sau đó chợt nổ mạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vụ nổ lại không mang theo chút huyết nhục nào mà lại tuôn ra vô số đầu năng lượng cự xà màu xanh tương tự cự xà vừa xuất hiện. Sau đó đàn cự xà phô thiên cái địa hướng ra mọi hướng chạy, đi. Xa kỹ quỷ dị thật. Tiện tay chém ra hơn 10 đạo đấu khí ngưng tụ, đem hơn 500 đầu năng lượng cự xà đập thanh một mảng hư vô. Nghiêm Sư nhìn đàn cự xà vẫn như cũ số lượng như vô cùng vô tận, sắc mặt ngưng trọng nói. Đầy trời năng lượng cự xà làm bên mấy người đang quan sát trận chiến trừ hắc bào nhân thần bí đều đồng loạt ra tay. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem số năng lượng cự xà trên bầu trời đánh tan phân nửa. Song dù vậy vẫn có không ít cá lọt lưới chạy thoát vào sa mạc. Ây! Ở trong sa mạc muốn đánh chết một xà nhân cường giả đích xác là khó khăn a. Loại thoát thân kỹ năng này thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn đống cự xà xung quanh tán loạn chạy trốn, trung niên nhân cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nghe vậy mấy người đang dốc sức chặn giết năng lượng cự xà cũng gật đầu đồng cảm. Loại đấu kỹ quỷ dị này nếu không cẩn thận chuẩn bị trước quả là khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Ngồi trên cồn cát, Tiêu Viêm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tràng cảnh quỷ dị trước mặt cũng không nhịn được chép chép miệng. Người này cũng thật là khó chơi chứ. Dĩ nhiên còn có loại kỹ xảo bảo vệ tính mạng kiểu này nữa. Chả trách khi nãy cho dù đối mặt đội ngũ kinh khủng như vậy cũng không có lập tức chạy trốn. Ây, dù sao cũng tốt. Cuối cùng cũng thoát khỏi nữ nhân này a. Tiêu Viêm thấy Nguyệt Mị bị đánh lùi thì cũng thở phào một hơi. Vươn tay thu lại huyền trọng xích, hắn vừa nhấc người lên thì sắc mặt đột biến. Cách Tiêu Viêm vài thước từ trong cồn cát, một con cự xà đột nhiên bắn mạnh ra lao xuyên qua đám bụi cát dữ tợn, mở to miệng rộng hung hăng nhằm yết hầu hắn cắn tới. Con mẹ nó, bị đánh lén bất thình lình, Tiêu Viêm cũng trở tay không kịp, chỉ còn nước mang vẻ mặt kinh hãi nhìn đầu năng lượng cự xà mỗi lúc một gần. Tại lúc cự xà phá cát lao ra, các cường giả quanh trung niên nhân cũng phát hiện, nhưng khi bọn hắn nhận ra mục tiêu công kích của cự xà thì động tác cứu viện lại thoáng chút, trì hoãn xuống. Những người này không quen biết Tiêu Viêm, hơn nữa lại có loại tính tình lạnh nhạt của cường giả nên khi thấy bị công kích không phải là đồng bọn của mình thì tâm tình khẩn trương thư giãn rất nhiều. Mặc dù bọn họ vẫn như cũ bắn ra một đạo đấu khí ngưng tụ về phía cự xà, nhưng hiển nhiên loại cứu viện tượng trưng này còn xa mới có thể đem uy hiếp nhắm vào Tiêu Viêm loại bỏ. Mặc dù lâm hiểm cảnh nhưng biến hóa vi diệu xung quanh vẫn được Tiêu Viêm thu vào trong mắt, nhìn được thái độ của những người kia làm tâm tình hắn thoát trùng xuống. Khóe miệng hơi co quắp một chút, xong ngay khi hắn định ngạnh kháng công kích của cự xà thì một tình huống không ai ngờ tới xuất hiện. Hắc bào nhân thần bí ở phía xa khi cự xà lao mạnh về phía Tiêu Viêm cũng động. Hai chân nhẹ nhàng đạp xuống mặt cát, lặng lẽ lưu lại hai cái dấu chân hơi sâu. Đặc biệt khi hắn phát hiện ra biến hóa tâm lý vi diệu của bọn người kia thì một tiếng rên khẽ vang lên trong hắc bào mà chỉ có hắn mới nghe được. Khi năng lượng cự xà chỉ cách Tiêu Viêm khoảng nửa thước thì rốt cuộc hắc bào nhân có chút không chịu nổi. Mũi, chân điểm nhẹ đem thân thể cơ hồ biến thành một điểm sáng nhỏ tựa như thuấn di xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tay áo vung lên, một cỗ kình khí vô hình hung mãnh bắn ra đem cự xà giữ tợn nọ trong chớp mắt đánh tan thành một mảnh hư vô. Sau đó,
Hắc bào nhân dường như thoáng có chút khó có thể kiềm chế lửa giận, hừ nhẹ một tiếng, bàn chân đột ngột nhấn xuống mặt cát. Nhất thời một cỗ kình khí hung hãn vô cùng xâm nhập vào trong mặt cát, rồi đột nhiên theo một phương hướng nào đó bạo phát. Lát sau, ở hơn 100 thước xa bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn kéo theo một trận cắt vàng huy vũ, chủ nhân của tiếng kêu rên cũng ôm thương thế đào thoát. Hắc bào nhân xuất hiện trước người làm cho Tiêu Viêm thoát khỏi hiểm cảnh, tâm tình của hắn cũng thả lỏng không ít. Đem bàn tay lau trán, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ phát hiện trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lòng chưa hết sợ, Tiêu Viêm thở mạnh vài hơi, ánh mắt có chút cung kính nhìn Hắc bào nhân thần bí nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Hắc bào hơi hơi động đậy, người bên trong vẫn bảo trì thái độ im lặng, tựa hồ chỉ hơi hơi gật đầu. Ách! Trên sa mạc trống trải, bọn người trung niên sắc mặt đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn hành động của Hắc bào nhân. Bọn họ đối với tính nết vị này vô cùng rõ ràng, nếu nói về tính tình lạnh nhạt chỉ sợ nàng mới là người đứng đầu ở đây. Đừng nói một người xa lạ chết trước mặt, dù có nhiều người chết hơn nữa, nàng cũng sẽ chỉ mở to mắt thản nhiên nhìn. Muốn nàng ra tay cứu giúp trừ khi có quan hệ, còn bình thường sẽ vô cùng ít khi ra tay cứu người, cho nên hành động vừa rồi hiển nhiên làm bọn họ có chút kinh ngạc. Ớ, vị tiểu huynh đệ này, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng thật là to gan à, dám đơn độc vào sâu như vậy trong sa mạc. Tối nay nếu không phải chúng ta cảm ứng được năng lượng ba động, chỉ sợ ngươi đúng là sẽ bị nữ nhân nọ bắt về. Trung niên nhân vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt vụt tắt, cười cười đi tới bắt chuyện với Tiêu Viêm. Không có gì, đa tạ các vị. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua trung niên nhân mỉm cười trả lời. Đừng tiếp tục ở lại đây, nơi này cũng sắp không còn yên bình nữa. Thừa lúc này nên sớm rời khỏi sa mạc. Hắc bào nhân đưa lưng về phía Tiêu Viêm nhẹ nhàng sửa lại trang phục. Thanh âm có chút khàn khàn mà trầm thấp nói. Ách! Nghe được thanh âm có chút giống như tiếng nghiến răng của Hắc bào nhân, cả Tiêu Viêm cùng trung niên nhân đều sửng sốt một hồi. Ngươi! Giọng của ngươi! Trung niên nhân ngạc nhiên trừng mắt nhìn phẩy một câu nghi hoặc thuận miệng phát ra. Không có gì, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hắc bào nhân đột nhiên hướng về sau phất phất tay, một cỗ cát vàng bay mạnh liền đem câu nói của trung niên nhân chặn lại. Âm thanh của hắn vẫn khàn khàn như cũ, nhưng lần này ẩn chứa chút không kiên nhẫn. Đối với hành vi đột nhiên trở nên không thể giải thích được của Hắc bào nhân, đầu óc trung niên nhân cũng mờ mịt. Trong lòng hắn lại không yên, nghĩ tới chính mình lúc nãy có chút nào không cẩn thận trêu chọc vị cô nãi nãi này hay không. Suy nghĩ chốc lát không tìm được manh mối nào, trung niên nhân đành bất đắc dĩ lắc đầu hương không trung huýt sáo một tiếng. Tức thì 6 con ma thú thật lớn từ trên trời giang rộng hai cánh to chậm rãi hạ xuống một chút. Hắc bào nhân xoay người lại vừa muốn phóng lên thì ánh mắt chợt dừng lại trên huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm. Thoáng chần chừ một chút, bàn tay trong hắc bào khẽ động cách không đoạt lấy huyền trọng xích một cách cực kỳ kỳ dị. Ngươi! Nhận thấy cử động của đối phương, Tiêu Viêm sửng sốt trừng mắt, còn tưởng đối phương muốn cướp huyền trọng xích của mình. Vũ khí của ngươi lúc trước bị nữ xà nhân hạ độc. Nếu vận dụng đấu khí sẽ bị độc xâm nhập cơ thể. Một luồng gió nhẹ đem huyền trọng xích trôi nổi trước mặt hắc bào nhân, phẩy một cỗ đấu khí màu xanh từ cơ thể hắc bào nhân tuôn ra bao trùm lấy huyền trọng xích, cuối cùng đem xà độc hoàn toàn phá đi. Nghe vậy Tiêu Viêm ngạc nhiên rồi lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Loại trừ xong xà độc, hắc bào nhân đem huyền trọng xích cắm sâu vào cồn cát trước mặt Tiêu Viêm, rồi thân hình không ngừng lại trong nháy mắt xuất hiện trên lưng ma thú, sau đó ngồi xếp bằng lại trầm mặc không nói. Nhìn hắc bào nhân dẫn đầu chuẩn bị rời đi, vài tên cường giả xung quanh cũng đem ánh mắt kỳ dị lướt qua Tiêu Viêm. Lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm, thật là kỳ quái, nàng ta trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào thế? Không những cứu người mà còn loại bỏ độc, thật là một đêm không thể tưởng nổi. Một tên may mắn. Càng nghĩ càng không có kết quả, bọn họ đành bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Viêm cũng đang tràn đầy nghi hoặc trong mắt rồi bay lên lưng ma thú nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Sa mạc mịt mờ, từng làn gió đêm thổi đợt đợt cát vàng bay vào mặt. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm chề môi, cười khổ lẩm bẩm, thật sự là một đêm không thể tưởng nổi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương, khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 207: Dạ sấm sa mạc. Nhìn sa mạc trống trải, Tiêu Viêm từ từ hồi phục tinh thần lại, cúi đầu liếc về phía giới chỉ trên tay, bất đắc dĩ nói,
Lão sư, bây giờ có thể đi ra được rồi chứ? Nghe được Tiêu Viêm nói, Giới Chỉ Đen láng có chút run rẩy. Dược lão từ từ phiêu lãng đi ra, ánh mắt đầu tiên quét qua địa phương bọn người khi nãy biến mất. Sau đó hướng Tiêu Viêm, mỉm cười đầy thâm ý, xem ra sa mạc này sắp xảy ra vài chuyện đại sự a. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một đám người kéo tới gây náo loạn như vậy. Sa mạc không loạn mới là lạ, chỉ sợ sau khi Nguyệt Mị trở về, toàn bộ xà nhân tộc sẽ tiến vào trạng thái giới nghiêm khắp sa mạc. Bọn họ đến tháp nhĩ qua sa mạc này để làm gì? Chẳng lẽ Gia Mã Đế Quốc lại muốn khai chiến với xà nhân tộc? Khẽ chau mày, Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Nghe cách bọn họ nói chuyện với nhau, dường như là muốn đi tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Dược lão nhàn nhạt trả lời. Tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mặc dù đội ngũ của bọn họ rất cường đại, nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng chẳng tầm thường. Hơn nữa, bát đại bộ lạc của xà nhân tộc cường giả nhiều như mây à. Để bọn chúng có cơ hội tụ tập lại một chỗ, ta không nghĩ rằng đám người này có thể bình yên rời khỏi sa mạc. Tiêu Viêm khoanh tay, hả hê cười. Trong đám người kia, chỉ có vị hắc bào nhân thần bí tạo cho hắn được một chút hảo cảm. Những người còn lại cũng là tình cờ gặp được trên đường. Tiêu Viêm đương nhiên không bận tâm lo lắng cho bọn họ. Vị hắc bào nhân kia cũng là một đấu hoàng cường giả a. Dược lão cười dài nói. Đấu hoàng thì sao chứ? Hải Ba Đông không phải cũng là một đấu hoàng cường giả hay sao? Nhưng không phải cũng bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khiến cho chật vật như bây giờ sao? Tiêu Viêm hắc hắc cười, chợt trầm ngâm, nhưng nói. Trở lại, bọn họ tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm gì? Xà nhân tộc không hề muốn thấy mặt loài người xuất hiện tại địa phương này mà. Dược lão bàn tay khe khẽ vuốt râu, mỉm cười nói. Ta cảm nhận được vị trung niên nhân lúc trước có linh hồn cảm giác lực rất cường đại a. Như vậy hắn chắc chắn cũng phải là một luyện dược sư. Luyện dược sư? Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc thất thanh nói, luyện dược sư cấp bậc đấu vương, điều này sao có thể? Nhìn ánh mắt không tưởng tượng đến chuyện này nổi trên mặt Tiêu Viêm, dược lão khẽ lắc đầu, lãnh đạm cười, ta không cảm ứng sai, hắn đích thật là một luyện dược sư. Nhìn dược lão nhàn nhạt cười, Tiêu Viêm cũng từ từ bình tĩnh lại. Khẽ cau mày, thấp giọng nói, nếu như hắn thật sự là một luyện dược sư, với thực lực đấu vương, hắn chẳng phải ít nhất cũng phải là lục phẩm luyện dược sư. Nhưng trong Gia Mã Đế Quốc này, lục phẩm luyện dược sư chỉ có duy nhất một người. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Viêm khẽ khép mắt lại. Thở dài một hơi, tựa hồ như muốn đem hết những kinh hoàn tống hết ra ngoài. Nửa ngày sau, hắn mới nhẹ giọng, vị trung niên nhân lúc trước chẳng lẽ chính là Đan Vương Cổ Hà. Nếu như người đó thật sự là Cổ Hà, như vậy việc hắn có thể tụ tập một đội ngũ cường giả như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dược lão cười nói, hắn phi thường rõ ràng lời hiệu triệu của một lục phẩm luyện dược sư có giá trị như thế nào. Hắc, thật sự không nghĩ tới a. Lắc đầu cười nhẹ, vẻ mặt Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Hắn nhớ năm đó, Nạp Lan Yên Nhiên có thể xuất ra tụ khí tán, tựa hồ là xuất phát từ Cổ Hà. Lão sư, chúng ta đi thôi. Bàn tay đột nhiên siết chặt trọng xích. Tiêu Viêm thở nhẹ, trầm giọng nói, bất kể mục đích của bọn họ có phải là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hay không, chúng ta vẫn phải mau chóng tiến vào sâu trong sa mạc. Nếu như Cổ Hà kia thật sự có ý định như vậy, chúng ta trước tiên để cho bọn họ cá, trai tranh nhau một phen. Ha ha, cũng tốt, lần này chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Lưỡng lự một chút, dược lão mỉm cười gật đầu, rồi thân thể run lên, hóa thành lưu quang tiến vào giới chỉ. Đem huyền trọng xích thu lại, Tiêu Viêm mím môi, sau lưng khẽ run lên, tử vân dực xuất ra, nhẹ nhàng phát lực, thân thể từ từ bay lên. Ngẩng đầu nhìn mảnh trăng bạc trên trời, nhẹ giọng, hiện nay trên sa mạc, xà nhân tộc tất nhiên sẽ vì chuyện Cổ Hà xâm nhập mà hỗn loạn. Chúng ta sẽ thừa cơ hội này lặng lẽ đi qua, ta nghĩ, Nguyệt Mị hẳn là không ở lại trong bộ lạc, nàng sẽ phải đi sâu vào trong sa mạc tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mà báo tin. Ân, đi thôi, khi đi ngang qua bộ lạc, ta sẽ thay ngươi ẩn giấu khí tức, sắc trời hôn ám như vậy, có thể chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi khi di chuyển. Từ trong giới chỉ, thanh âm của dược lão truyền ra. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lấy một viên hồi khí đan cho vào miệng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, dưới ánh trăng nhàn nhạt, lướt qua bộ lạc rộng lớn phía dưới. Thân hình cuồng mãnh tại không trung lao vút đi gần nửa canh giờ, một bộ lạc khổng lồ chậm rãi hiện ra từ phía đường chân trời.
Từ trong bộ lạc, ánh lửa tỏa sáng, nhưng cũng xuất hiện một ít hỗn loạn. Phi hành đến gần thêm, Tiêu Viêm đã nghe được từ trong tiếng gió truyền đến không ít âm thanh hỗn loạn, lập tức trong lòng vui sướng. Âm thầm nói, xem ra bọn họ thực sự trực tiếp xông qua từ nơi này. Trong lòng hiện lên một ý niệm, Tiêu Viêm rốt đi tới bầu trời phía trên bộ lạc, hai mắt quét sơ qua, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối của cái bộ lạc khổng lồ này, trong lòng không khỏi thoáng chút rung động. Tại nơi đó, một bức tường thành thật lớn cao mấy chục thước, các tiễn tháp bao xung quanh dày đặc, lộ ra tiễn tháp, dưới ánh trăng chiếu rọi, làm nổ lên một cỗ sáng bóng lạnh lẽo. Nhìn hàng rào phòng ngự xâm nghiêm như thiên la địa võng, Tiêu Viêm không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Loại phòng ngự với cường độ như thế này, cho dù là một gã đại đấu sư thậm chí là đấu linh đi nữa, chỉ cần không cẩn thận một chút, loáng một cái sẽ bị bắn thành một cái tổ ong. Bất quá mặc dù tường thành của bộ lạc phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, nhưng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy may mắn chính là trong vành đai phòng thủ xâm nghiêm này đã được mở ra một thông đạo khổng lồ bên cạnh các tiễn tháp. Thông đạo này do người khác dùng lực lượng cường đại chấn nát tường thành mà tạo thành, hiển nhiên đây có thể là kiệt tác do Cỗ Hà và đám người kia tạo ra. Có lẽ đúng bởi vì có nhiều chỗ đã bị phá hủy, hiện tại khắp nơi trong thành trì khổng lồ này đều hoảng loạn. Lợi dụng sự hoảng loạn này, Tiêu Viêm may mắn xuyên qua được hàng rào phòng thủ xâm nghiêm, từ trên không trung bay vào, cuối cùng liều mạng nhằm phương hướng tường thành ở phía xa lao nhanh đi. Bay vút tại trời cao, Tiêu Viêm cảm nhận được sự khổng lồ của tòa thành phía dưới. Nếu nói về diện tích, thành thị lớn nhất mà Tiêu Viêm từng gặp, Hắc Nham Thành, cũng không thể so sánh với nó. Bát đại bộ lạc, quả nhiên không hổ danh là những thế lực cường đại nhất trong xà nhân tộc A. Thân thể cấp tốc phi hành dưới bầu trời đêm, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán. Muốn ra khỏi tòa thành này phải cẩn thận một chút, nơi này số tiễn tháp bị hư hại tương đối ít. Lực lượng thủ vệ cũng không có tổn thất bao nhiêu. Trong lúc Tiêu Viêm đang cảm thán, đột nhiên tiếng nhắc nhở của Dược Lão từ trong lòng vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm chợt nghiêm lại, ánh mắt đảo qua tường thành cao vút cách đó không xa. Quả nhiên phát hiện được tường thành nơi này vẫn chưa bị phá hủy, chỉ có vài khe nứt thật lớn dọc theo chiều cao của tường thành mà thôi. Hơn nữa, phía trên tường thành còn có mấy trăm xà nhân vũ trang, đầy đủ, cầm trường mâu sắc bén trong tay đang tuần tra. Ao! Trong lúc Tiêu Viêm đang nỗ lực để xông qua một tầng phòng ngự cuối cùng, từ trong thiên không, một tiếng kêu quái dị nửa giống như sói nửa giống cáo, bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng hô, Tiêu Viêm chợt biến sắc, ngẩng đầu lên, phát hiện tại bầu trời phía trên đầu, một loại cự điểu cổ quái toàn thân đen nhánh đang lượn vòng quanh. Hiển nhiên là do xà nhân đã bố trí để cảnh giới trên bầu trời. Cảnh báo! Cảnh báo! Bầu trời có người, phi mâu thủ chuẩn bị, mâu độc, chuẩn bị phóng. Trong đêm đen, nghe tiếng cảnh báo, nhất thời trên tường thành truyền ra một tiếng thét lớn. Nghe được mệnh lệnh truyền ra, xà nhân thủ vệ thoáng có chút bối rối, rồi đột nhiên an tĩnh trở lại. Nhanh chóng cầm lấy phi mâu tẩm độc đeo trên thắt lưng, trên mặt tràn đầy hung quang, phóng mắt về phía Tiêu Viêm đang bay trên bầu trời. Bị phát hiện rồi. Bị mấy trăm ánh mắt hung hăng chăm chú vào, Tiêu Viêm ra đầu thoáng chút tê dại, bất chấp cự điểu đen nhánh không ngừng xoay quanh phía trên. Tử Vân Dực lập tức chấn động, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, nhằm thẳng hướng tường thành lao vút đi. Nhắm ngay vị trí của hắn, bắn rơi hắn xuống cho ta. Chỉ một thoáng sau, trên tường thành, một ả xà nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận nhìn về phía Tiêu Viêm, lạnh lùng quát khẽ. Mệnh lệnh của xà nữ vừa ban ra, trên tường thành, mấy trăm tên xà nhân vũ trang đầy đủ, nhất thời hét một tiếng lớn, chân phải lùi về sau một bước, xoay nửa thân trên. Sau đó bất chợt xoay hông phát lực, nhất thời trường mâu tẩm độc trong tay phá không bay ra, tiếng trường mâu rít gió vang vọng giữa bầu trời đêm yên tĩnh. Nhân loại đáng chết! Mị xà bộ lạc của ta không dễ khi phụ làm sao. Tối nay cũng dám cường hành phá thành mà vào. Lạnh lẽo nhìn bầu trời đêm, nơi Tiêu Viêm bị trường mâu bao vây, lãnh diễm xà nữ cắn chặt răng tức giận, lúc trước đám người cổ. Hà, ỷ vào việc bộ lạc không có cường giả thủ hộ, cường hành phá thành mà vào, mà bây giờ Tiêu Viêm lại một mình đến đây, còn thể diện gì nữa. Xà nữ là một kẻ có địa vị cao quý ở bộ lạc, nổi giận. Ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm lên bầu trời, lãnh diễm xà nữ tựa hồ như nhìn thấy được khuôn mặt sợ hãi của kẻ kia trước khi chết.
đôi môi đỏ mọng khơi gợi lên sự khát máu, cùng đợi bữa tiệc máu tươi từ trên trời, nàng rõ ràng có thể cảm ứng được. Nhân loại đang bay trên trời kia, thực lực bất quá chỉ là cấp đấu sư, mặc dù nàng cũng không rõ tại sao một đấu sư có thể phi hành. Bất quá điều đó cũng không ngăn cản được sát ý nổi lên trong lòng nàng, một gã đấu sư dưới sự công kích phô thiên cái địa của độc mâu như thế này. Thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy ngay tại chỗ. Tuy nhiên dưới ánh mắt chăm chú của mấy trăm xà nhân trên tường thành, nhân loại đang phi hành trên trời đó, ngay lúc độc mâu sắp bắn chúng, đột nhiên trong cơ thể dũng xuất ra sâm bạch hỏa diễm. Sau đó, đối mặt với phô thiên cái địa độc mâu quần bạo xông tới, trong nháy mắt, phía bên dưới xà nhân trợn mắt há mồm nhìn theo một bóng người với sâm bạch hỏa diễm một đường xông thẳng vào đám độc mâu chết người đó, thân thể không có chút nào dừng lại. Như tia chớp bay vút ra khỏi tường thành, cuối cùng nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Đáng chết! Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng biến mất trong nháy mắt, trên tường thành, lãnh diễm xà nữ đấm mạnh vào tường thành trước mặt. Nhất thời khe nứt lập tức lan tràn, làm cho đám binh sĩ xà nhân tộc gần đó kinh hãi không thôi, không dám lên tiếng. Rửa sạch thành thị, chữa trị tường thành, lập tức đem tình báo phát cho xà nhân bộ lạc ở phụ cận. Đồng thời thông chi ra ngoài cho thủ lĩnh thất đại bộ lạc, mời bọn họ mau phái ra cường giả dưới trướng, đem nhân loại hèn hạ, vùi thây trong sa mạc. Lãnh diễm xà, nữ nhìn bầu trời đêm đen tối, giọng lạnh như băng, sát ý ngập trời. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 208, Trung tâm thành thị sa mạc. Sa mạc mênh mông, mấy chục tên xà nhân võ trang, tay cầm độc mâu, ánh mắt bén nhọn, cẩn thận dò xét kỹ càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc xà nhân tộc nếu lọt vào mắt họ lập tức bị đổ sát. Cứ như vậy tiểu đội xà nhân thay nhau tuần tra. Tiểu đội đi qua, những chiếc đuôi răn để lại dấu tích trên mặt đất. Nhân loại đáng chết, dĩ nhiên dám kiêu ngạo xông vào sâu bên trong sa mạc. Nếu gặp bọn họ, nhất định phải để bọn chúng nếm thử sự thống khổ của cái gọi là vạn xà phệ thể. Một gã có vẻ là đội trưởng, đưa tay lau mồ hôi do cái nóng cháy của mặt trời, hùng hổ nói. Đội trưởng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì à? Như thế nào mà trong tộc đột nhiên phát lệnh giới nghiêm? Một gã xà nhân không kiên nhẫn vất cái đuôi, ánh mắt đảo qua sa mạc trống trải, có vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn chính là sáng sớm đã bị kêu dậy, sau đó được điều đến sa mạc để lục soát. Nghe tên xà nhân nói về vấn đề đó, xung quanh mấy chục tên xà nhân cũng đem ánh mắt nghi hoặc hướng tới tên xà nhân đầu lĩnh như dò hỏi. Hiển nhiên, do địa vị không cao nên có nhiều chuyện cũng không nắm rõ được. Hừ, chuyện gì? Đêm qua đột nhiên có một đám cường giả nhân loại đột phá phòng ngự của bộ lạc Mị Xà, xâm nhập vào sâu trong sa mạc. Theo tin tình báo của bộ lạc Mị Xà thì trong đám người kia có một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương cùng với vài tên đấu linh cường giả, tên đầu lĩnh xà nhân sắc mặt thoáng có chút âm lạnh nói. Nghe vậy, đám xà nhân xung quanh sặc mặt đột biến. Một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương. Trời, chẳng lẽ đế quốc của nhân loại muốn khai chiến? Loại chiến tranh kinh khủng này tại xà nhân tộc cũng không có bất cứ bộ lạc lớn nào có thể một mình chống cự. Bây giờ, các bộ lạc lớn nhỏ thuộc xà nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Theo tin mà ta biết, tám thủ lĩnh của bát đại bộ lạc đã nhận được mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ, khẩn cấp quay về thần điện trung tâm. Nhanh nhất thì tối nay có thể tới, chậm nhất thì phải mất một ngày nữa. Nhắc tới nữ vương bệ hạ, khuôn mặt của gã đầu lĩnh xà nhân hiện lên một vẻ cuồng tín. Chỉ cần ba thủ lĩnh đến tới thần điện là nữ vương bệ hạ có thể ra mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. Hừ, bọn chúng có đấu hoàng thì sao chứ? Một đám không biết tự lượng sức. Chờ cường giả của xà nhân tộc tập hợp lại rồi, nhất định phải đuổi đánh bọn họ đến tăng gia chỉ khuyển. Gã đầu lĩnh xà nhân cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn vào sa mạc không người, bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay, quát, đi, đổi phương hướng tìm kiếm. Nơi này xem ra không có tung tích của nhân loại. Theo tiếng quát của gã đầu lĩnh xà nhân tộc, chi tiểu đội từ từ di chuyển phương hướng tìm kiếm, lưu lại một trong sa mạc một khoảng trống. Tại chỗ đó, sau khi tiểu đội xà nhân biến mất một lúc, một đống cát đột nhiên nhúc nhích rồi đứng lên. Chỉ lát sau, một thân ảnh mang theo đầy trời cát vàng,
từ trong cồn cát bước ra, hai chân vững vàng bước trên mặt cát. Gương mặt nhìn theo phương hướng mà tiểu đội xà nhân vừa biến mất, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Thật sự càng ngày càng phiền a. Hiện nay, trong sa mạc, mỗi một lúc đều có một chi đội xà nhân tuần tra. Bất quá, theo lời bọn chúng thì cường giả xà nhân tộc cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Mặc dù cổ hà bọn họ không thể khinh thường, nhưng một khi cường giả xà nhân tộc toàn bộ quay về, ta nghĩ bọn họ chỉ có thể rút lui. Bóng người có chút ngẩng đầu lên, dưới lớp hắc bào lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Chính là Tiêu Viêm, đêm qua mạnh mẽ xông qua mị xà bộ lạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ nhất định chiều nay bọn cổ hà sẽ động thủ. Bọn họ hẳn phải nắm rõ thực lực của xà nhân tộc. Càng trì hoãn, đối với bọn họ càng nguy hiểm. Bên trong giới chỉ, giọng nói già nua của Dược Lão vang lên. Hồ! Xem ra muốn thuận lợi đoạt lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là một nhiệm vụ khó khăn a. Nhẹ thở một hơi dài, Tiêu Viêm khổ não vuốt trán. Ở tình hình nguy hiểm này, cho dù có Dược Lão thủ hộ, hắn cũng không thể nào tự do hoành hành. Dù sao bây giờ, Dược Lão cũng chỉ là ở trạng thái linh hồn, thực lực trong quá khứ không thể hoàn toàn phát huy. Mà Mỹ Đô Toa Nữ Vương hung danh lan xa là siêu cấp cường giả. Nếu lúc này Tiêu Viêm gặp cô ta, chỉ sợ gặp kết quả không tốt đẹp. Còn nữa, xà nhân tộc là thế lực mà so với Gia Mã Đế Quốc còn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải họ phải đối địch với bốn phương tám hướng thì chỉ sợ cuộc chiến trong quá khứ Gia Mã Đế Quốc đã sớm chịu nhiều tổn thất. Ai? Tiêu Viêm lắc đầu thấp giọng nói, lão sư, bây giờ phải làm sao? Chạy nhanh đi chứ sao nữa, nhanh chóng đến phụ cận của Mỹ Đỗ Toa Thần Điện. Nếu như đến lúc đó cổ hà bọn họ cùng với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đại chiến, chúng ta chẳng phải dễ dàng lẻn vào thần điện tìm kiếm dị hỏa hay sao? Mặc dù bây giờ ta bởi vì tồn tại ở linh hồn trạng thái mà thực lực đại giảm, nhưng nếu muốn che giấu hơi thở thì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng khó có thể phát giác, Dược Lão trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút gật đầu, đem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống, thu vào trong nạp giới. Nhẹ thở ra một hơi, đấu khí sa y màu tím từ từ bao trùm lên thân thể. Chân đạp mạnh lên mặt đất, thân hình cơ hồ dán sát mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím theo lộ tuyến trong bản đồ lao đi. Bởi vì sắc trời trong xanh nên Tiêu Viêm cũng không dám triển khai Tử Vân Dực phi hành. Nếu không, vạn nhất xả nhân đội tìm, kiếm dưới đất phát hiện ra, bại lộ tung tích chính mình, đối với chuyện muốn làm ngư ông của Tiêu Viêm quả là chuyện không hay. Chạy trên mặt đất, mặc dù tốc độ phải trì hoãn một chút, nhưng có Dược Lão với lĩnh hồn cảm giác cường đại tương trợ, nên trong sa mạc đều có thể cảm ứng trước được vị trí các đội tuần tra của xà nhân tộc mà cảnh báo để Tiêu Viêm tránh né. Sau vài giờ liều mạng chạy điên cuồng theo lộ tuyến, trên đường kinh hiểm tránh thoát hơn 30 đội tuần tra. Mặt trời chói chang từ từ hạ xuống phía trời Tây, một tòa thành thị to lớn cuối cùng cũng mờ mờ hiện ra cuối chân trời. Càng đến gần tòa thành thì Tiêu Viêm càng phát hiện ra sự hùng vĩ của những kiến trúc bao quanh tòa thành. Giữa cát vàng của sa mạc đã bắt đầu xuất hiện nhiều khối đá lớn. Ngay sau loạn thạch là một toàn thành rất lớn, chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thần Điện. Ẩn thân sau một khối đá lớn, Tiêu Viêm cấp tốc thở hổn hển. Sau mấy giờ liều mạng chạy liên tục trên sa mạc, nếu không phải có hồi khí đan cầm cự, chỉ sợ hắn đã sớm vì đấu khí cạn kiệt mà lăn ra bất tỉnh. Nhưng đến giờ, hai chân của Tiêu Viêm đã cứng ngắc, cảm giác đau đớn làm cho miệng cảm giác co quắp. Đưa tay lau qua khuôn mặt đầy mồ hôi và cát, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, thở một hơi dài, cười khổ, vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ta quả thật phải liều mạng a liều mạng a. Nằm sau khối đá nghỉ ngơi chừng 10 phút, Tiêu Viêm toàn thân tê dại, lấy từ trong nạp giới một khỏa hồi khí đan cho vào miệng. Một hồi sau cảm nhận thấy đấu khí trong cơ thể từ từ chảy, lúc này mới từ từ thở một hơi dài. Cẩn thận xoay thân thể mình, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở thấy xa xa một tòa thành đứng sừng sững giữa sa mạc. Có lẽ đúng vào thời gian giới nghiêm nên hiện giờ tất cả các cửa thành đều đóng chặt. Trên tường thành từng toán xà nhân hộ vệ võ trang đang tiến hành tuần tra. Trên bầu trời có hơn 10. Đầu hắc điều to lớn không ngừng bay lượn, ánh mắt bén nhọn không ngừng quan sát. Cho dù bất cứ sự chuyển động nào đều lọt vào sự quan sát của chúng đều sẽ phát ra tín hiệu báo động ngay. Cẩn thận quan sát trên tường thành, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng có chút khó coi. Mặc dù khoảng cách còn khá xa,
nhưng hắn có thể phát hiện ra tổng thể thực lực của những xà nhân hộ vệ này tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với mị xà bộ lạc mà hắn đã gặp đêm qua. Hơn nữa, trong số những xà nhân hộ vệ còn có một số xà nhân phục sức có chút quái dị. Đó là những xà nhân có sắc mặt lạnh lùng giống như những bức tượng điêu khắc trên tường thành. Rất nhanh Tiêu Viêm đã phát hiện ra, mấy trượng xung quanh bọn chúng, những xà nhân hộ vệ đều không dám bước lại gần. Rõ ràng bọn họ rất ý kỵ đối với những xà nhân phục sức quái dị kia. Bọn người kia hẳn là Mỹ Đỗ Toa thân vệ bộ đội. Quả nhiên cường hãn A lặng lẽ thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm đem thân thể gắt gao thu nhỏ lại sau khối đá, cười khổ nhẹ giọng nói. Bây giờ chỉ có yên lặng nghỉ ngơi ở chỗ này mà thôi. Ta nghĩ cổ hà bọn họ sẽ rất nhanh tới đây. Tới lúc đó, thừa dịp hỗn loạn, chúng ta đột nhập vào thành. Ta đã có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Âm thanh già nua của Dược Lão từ trong giới chỉ truyền ra. Quả nhiên là ở chỗ này a nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm không khỏi dâng lên một cỗ hỉ khí. Có lẽ, dưới tình huống một mình thâm nhập vào địch doanh, đây chính là một trong số không nhiều tin tức tốt đẹp. Lặng lẽ áp chế niềm sung sướng trong lòng, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một tấm chăn màu vàng. Sau khi phủ tấm chăn qua người, nhất thời thân thể hòa cùng với cát thành một thể. Nếu không quan sát cẩn thận, cho dù đứng gần cũng khó có thể phát hiện có người ẩn náu tại đây. Không lâu sau khi Tiêu Viêm hoàn hảo che giấu thân mình, thanh âm Dược Lão đột nhiên vang lên, cẩn thận, có một hơi thở cường đại đang tiến đến nơi này. Nghe Dược Lão nhắc nhở, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, hô hấp cũng từ từ hạ xuống, đồng thời linh hồn lực lượng của Dược Lão cũng đem Tiêu Viêm bao bọc lại. Nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của tấm chăn, chỉ một lát sau, một chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện phía chân trời. Chỉ nháy mắt đã bay về phía tòa thành, tốc độ rất nhanh kèm theo tiếng rít phá không bén nhọn. Chấm đen vừa xuất hiện không lâu thì hộ vệ trên tường thành đã phát hiện ra. Nhất thời một đạo âm thanh cảnh báo vang lên, vô số xà nhân đều giơ cao độc mâu trong tay, tùy thời đều có thể công kích. Bóng người mặc hắc bào bay tới cách tường thành chừng trăm thước thì dừng lại giữa không trung. Một tiếng quát âm lãnh, hùng hồn vang lên, thủ lĩnh mặc xà bộ lạc, Mặc Ba Tư cần bái kiến nữ vương bệ hạ. Âm thanh như sấm động giữa sa mạc làm cho Tiêu Viêm cũng có chút giật mình. Vậy là một trong bát đại thủ lĩnh của bát đại bộ lạc đã tới. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 209, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trong đại điện hào hoa rộng rãi, một bóng hình xinh đẹp có chút mệt mỏi đang nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế. Ánh mắt ngẫu nhiên quét qua quét lại thủy tinh vương tọa màu tím trên đài. Nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ, bàn tay xoa xoa cái trán sáng bóng. Trên mặt nữ nhân bỗng nổi lên một nét vui mừng. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài đại điện, một bóng người màu đen bắn vào nhanh như tia chớp. Rốt cục chạy tới a. Nhìn bóng đen tiến vào đại điện, nữ nhân nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt mị, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Thế nhưng phát ra liên tiếp ba lệnh giới nghiêm. Bọn nhân loại đó rất mạnh sao? Người tiến vào đại điện, rõ ràng là một vị nam tính xà nhân. Thể hình của nam tử có chút cường tráng. Một bộ áo quần đơn giản tùy ý quấn trên người. Trên hai tay, vẽ đầy hình xăm màu đen kỳ dị. Tại nơi hình xăm tới chỗ bàn tay, lộ ra hai cái đầu rắn màu đen dữ tợn. Đầu rắn hơi ngước lên trên, giống như lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ hơi thở hung lệ. Liếc mắt nhìn một cái vị nam tính xà nhân này cùng mình tương đương ở trong tộc. Nguyệt mị khẽ thở dài một hơi, thoáng đứng thẳng người một chút. Vóc người đầy đặn nhất thời hiện ra hình dáng mê người. Mệt mỏi nói, rất mạnh. Đêm hôm qua gặp phải bọn họ, ta chạy trối chết. Ân. Nói vậy bọn họ bây giờ cũng phải đến khu vực xung quanh thần điện rồi. Nga, biết chính xác thực lực của bọn họ không? Nghe vậy, đồng tử của nam tính xà nhân hơi co lại. Đi vào trong điện, ngồi xuống cái bàn rộng rãi trước mặt. Trong thanh âm lộ ra vẻ âm lãnh khó có thể che giấu. Một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương, bốn gã đấu linh. Nguyệt mị nhếch đôi môi đỏ mọng khêu gợi, nhẹ giọng nói, Mặc Ba Tư. Xem ra lần này tựa hồ có chút phiền phức a, bọn người kia.
như thế nào bỗng nhiên tụ tập nhiều cường giả như vậy? Sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, nam tính xà nhân được xưng là Mặc Ba Tư nói. Trầm giọng hỏi, báo cho nữ vương bệ hạ chưa? Nàng nói như thế nào? Báo rồi, nhưng nữ vương bệ hạ tựa hồ rất bình tĩnh. Chỉ là làm ta gửi đi tình báo, đem bọn người đó gọi đến. Nguyệt Mị gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, những người đó đột nhiên đến sa mạc. Hẳn là có mục đích của bọn hắn thì phải. Đêm hôm qua ta cùng bọn hắn giao chiến một hồi. Nghe ý tứ của bọn hắn, tựa hồ là muốn tìm nữ vương bệ hạ. Ngón tay Nguyệt Mị cầm một sợi tóc đen ngắm nghía, có chút thích thú nói, tìm nữ vương bệ hạ. Nghe vậy, Mặc Ba Tư có chút ngạc nhiên. Những nhân loại cường giả đó bình thường không phải e ngại nhất nữ vương bệ hạ sao? Như thế nào bây giờ lại? Ta cũng không biết bọn chúng rốt cục là muốn làm gì. Trước kia ngay cả trốn đều trốn không kịp. Hiện giờ lại, muốn tranh nhau chen tới. Đầu của bọn bị cửa kẹp rồi thì phải. Nguyệt Mị thấp giọng chào phúng nói. Chào mày. Mặc Ba Tư bỗng nhiên đứng dậy nói, ta muốn gặp nữ vương bệ hạ. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ nên đem sự tình làm cho rõ ràng đừng đi. Nữ vương bệ hạ hiện tại không gặp người. Lúc trước ngay cả ta đều không gặp. Tất cả lời nói đều được đội trưởng Mỹ Đỗ Toa Xà Vệ Hoa Xà Nhi truyền đạt. Nguyệt Mị bĩu môi, đem thân thể nhu nhược không xương mềm mại co lại ở trên ghế dựa. Giống như một mỹ nữ xà lười biếng, nữ vương bệ hạ chưa hiện thân. Điều này sao có thể? Việc này không giống phong cách làm việc trước kia của nàng a. Mặc Ba Tư chau mày, có chút hoài nghi nói, ta đi thử xem. Thấy Mặc Ba Tư không tin, Nguyệt Mị không sao cả ừ nhẹ một tiếng, vừa muốn nhắm mặt lại. Mặt cười đột nhiên biến đổi, thân thể khoát nhiên từ trên ghế ngồi dậy. Con người hẹp dài lạnh như băng nhìn lên không trung bên ngoài đại điện, lạnh giọng nói, đến rồi. Lúc Nguyệt Mị cảm ứng được vài cổ hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thành cũng là lúc. Mặc Ba Tư ở một bên cũng có cảm ứng như vậy. Lập tức sắc mặt trầm xuống, cùng Nguyệt Mị nhìn nhau một cái. Sau đó hai người nháy mắt xuất hiện bên ngoài đại điện. Thân thể cấp tốc lên không. Sau một lát, đi tới trên thành tường đã tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Lúc này, tại trên trời cao phía ngoài tường thành mấy trăm thước, một đầu ma thú to lớn trôi nổi tại giữa không trung. Vài bóng người cũng là trôi nổi tại phía trước người ma thú không xa. Mà vài cổ khí thế khủng bố đó chính là từ trong thân thể mấy người này phát tán mà ra. Bóng người không nhanh không chậm hướng về thành thị đạp không mà tới. Một lát sau, vừa mới dừng bước tại trên thành tường ngoài phạm vi công kích của lính ném lao. Nhìn một đám người dừng bước tại phía ngoài vòng công kích, trên thành tường hai bóng người chậm rãi bay lên. Mặc Ba Tư quát một tiếng âm lãnh, ẩn chứa chút lãnh ý. Tại trên bầu, trời trần trừ, nhân loại, vì sao chưa qua đồng ý, liền tự ý xông qua khu vực của tộc ta. Nếu như không muốn gây ra chiến tranh giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc, khuyên các ngươi từ đâu tới, hãy cứ quay về nơi đó đi. A a, vị này chắc hẳn là Mặc Ba Tư thủ lĩnh của Mặc Xà bộ tộc. Xa xa trong đám người giữa không trung, tên trung niên nhân có khí chất bất phàm chậm rãi đi ra. Cười mỉm nói, người là ai? Hơi phe phẩy cánh năng lượng sau lưng. Ánh mắt Mặc Ba Tư âm lãnh tại trên người trung niên nhân quét qua quét lại. Cười lạnh nói, a a, tại hạ Cổ Hà không để ý đến ánh mắt của Mặc Ba Tư. Trung niên nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói, Cổ Hà, a, quả nhiên là hắn a. Nghe âm thanh trong trẻo trên cao, Tiêu Viêm đem tự mình che giấu tại trong khe hở của tảng đá. Nhất thời thở ra một hơi thật dài, khóe mắt liếc về phía trước. Nhìn trung niên nhân cho dù là đối diện với thiên quân vạn mã của đối phương, vẫn nói chuyện tự nhiên như cũ, hơi lắc lắc đầu, không thể không thừa nhận. Tên gia hỏa này có một cổ cường giả phong phạm cùng ngạo cốt mà ngay cả Tiêu Viêm đều không thể không thừa nhận. A a, hai vị thủ lĩnh, mạo muội đến quý tộc. Chẳng qua là có sự việc muốn cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thương lượng. Không biết có thể thỉnh nữ vương bệ hạ hiện thân một lát. Cổ Hà khách khí cười nói, gặp nữ vương bệ hạ. Xin lỗi, yêu cầu này, chúng ta không thể thay ngươi truyền đạt. Lắc đầu, Mặc Ba Tư không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Chớp nhẹ mí mắt, thản nhiên nói, Cổ Hà, ngươi nên mang theo người rời đi nơi này sớm đi.
người của Bát Đại Bộ Lạc chúng ta đã hướng về phía thần điện mà đến. Ngươi hẳn là biết rằng một ít người trong bọn hắn đối với nhân loại chán ghét như thế nào. Cho nên, đến lúc đó chỉ sợ cho dù các ngươi muốn chạy, cũng không có cơ hội đó rồi. Hắc hắc, lão Hà, tính cách này của ngươi, từ trước đến giờ đều là như vậy. Cùng bọn hắn nói nhảm cái. Gia, trước tiên trực tiếp đem thành thị đập cho bể đã. Nhìn xem nữ nhân đó có chịu ra hay không. Nghiêm sư đứng một bên, nghe Mặc Ba Tư nói thế, không khỏi tiến lên một bước, cười lớn chào phúng nói, hừ, ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi tên sư tử ngu đầu đầy cơ thịt. Ánh mắt âm lãnh liếc qua Nghiêm sư, Mặc Ba Tư cười lạnh nói, nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ còn nhận thức Nghiêm sư. Hắc hắc, tên rắn nhão toàn thân đen thui nhà ngươi, tựa hồ cũng không tốt đến đâu nhỉ. Năm đó nếu không phải ngươi chuồn nhanh, thủ lĩnh Mặc Xà bộ lạc ngươi liền đổi người rồi. Nghiêm sư nhếch mép cười to nói, không biết nhiều năm như vậy, ngươi tiến bộ bao nhiêu rồi, ngươi có thể đến thử xem. Đồng tử của Mặc Ba Tư trở nên sắc bén xẹt qua chút âm lãnh hàn mang. Điềm nhiên nói, tốt rồi, lão sư, đừng cùng bọn hắn đấu võ mồm nữa. Nhìn hai tên cừu nhân gặp nhau đỏ mắt này, Cổ Hà bác đắc dĩ lắc đầu, phất tay ngăn trở Nghiêm sư chửi qua chửi lại. Ánh mắt quét qua trong thành thị, thở nhẹ một hơi, chợt hét lớn một tiếng mang theo đấu khí, truyền khắp cả tòa thành không dứt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ, tại hạ Gia Mã đế quốc Cổ Hà, đi vào nơi này không phải là muốn cùng quý tộc khai chiến, chỉ là có việc cùng ngươi thương lượng, mong có thể hiện thân một lát. Nhìn cử động của Cổ Hà, phía trên thành tường, Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư đều hơi cau mày. Bất quá cũng chưa ra tiếng ngăn cản. Tại tình huống này, nữ vương bệ hạ xuất hiện đích xác là tốt hơn một chút. Lấy thực lực của hắn, nếu đối phương thật sự là muốn động thủ, cũng chỉ có kết cục thê thảm, tiếng quát không dứt, ở trong thành thị vang vọng, sau một lúc lâu, mới từ từ ngừng xuống, theo tiếng quát ngừng lại. Trong ngoài tường thành, một mảnh yên tĩnh, một hồi sau, vẫn như cũ không có một chút phản ứng. Trông thấy tình huống này, mày của Cổ Hà cũng là cau lại, nhưng mà ngay tại lúc hắn lại muốn hét to một tiếng thì, nơi bầu trời trên, thành, không gian đột nhiên quỷ dị vặn vẹo lên. Nhìn một màn này, mấy người Cổ Hà hơi kinh hãi, trừ người mặc áo đen trầm mặc ra, đều là lui một bước nhỏ. Sau đó ngưng trọng nhìn không gian vặn vẹo kia. Trên không trung, tà dương của trời chiều chiếu xuống, chiếu rọi tại nơi không vặn vẹo. Nháy mắt sau, một thân thể mềm mại đường cong uyển chuyển từ từ xuất hiện tại trong mắt vô số người. Mỹ lệ nữ nhân đột ngột xuất hiện, người mặc một cái màu tím cẩm bào khoan thai, thân thể mềm mại dưới cẩm bào đầy đặn lả lướt, thành thục giống như mật đào, thẩm thấu ra thản nhiên vũ mị. Một đầu 3.000 sợi tóc tùy ý từ vai thả xuống, thắt lưng mảnh khảnh ngay thẳng, mà tại phía dưới cẩm bào lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, đuôi rắn có chút lắc lư, một cổ xinh đẹp dã tính dụ hoặc, làm cho người không hiểu vì sao cả người có chút nóng lên. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua thân thể gần như hoàn mỹ đó, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia, nhất thời đáy lòng mạnh mẽ run lên. Chính mắt nhìn thấy nữ nhân này, Tiêu Viêm cuối cùng có chút hiểu được vì cái gì gần sa mạc có rất nhiều người đều nói sắc đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đủ để cùng hung danh của nàng so sánh. Đối với loại nữ nhân này, tựa hồ chỉ có tuyệt đẹp hai chữ để hình dung. Nhưng mà tại phía dưới sự tuyệt đẹp đó, lại chứa sự ung dung cùng cao quý của nữ hoàng. Khí chất mê người này, làm cho Tiêu Viêm bỗng nhưng nhớ tới nữ nhân xinh đẹp dám cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu nọ. Trên người các nàng đều có khí chất ung dung của người có địa vị cao. Cùng so sánh với nàng, Nguyệt Mị làm cho Tiêu Viêm có cảm giác kinh diễm, tất nhiên phải ảm đạm đi vài phần. Nữ vương bệ hạ, tại sao lúc mỹ nhân tuyệt đẹp xuất hiện trên phía dưới thành tường, nhất thời quỳ phục một đám xà nhân đông nghìn nghịt, thanh âm ẩn chứa cung kính, phá tan cả trời cao. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện trên không, Mặc Ba Tư có sắc mặt âm lãnh kia, trong mắt xẹt qua một nét say mê cùng với ái mộ ẩn sâu.
nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh cơ hồ kinh sợ cả mấy cái lớn nhỏ đế quốc xung quanh sa mạc sao. Nhìn mỹ nhân áo tím sắc đẹp động lòng người ở trên cao. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 210, Đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà. Nhìn nữ vương Medusa kia xuất hiện tại trên bầu trời, Cổ Hà cùng với Nghiêm Sư vừa nói chuyện như sấm đều không tự chủ được đứng sát lại gần Hắc Bào Nhân đang ở một bên trầm mặc không nói gì. Ở trong đám này, chỉ có hắn mới có thể cùng nữ vương Medusa hung danh nhiếp chấn Mã Gia đế quốc này đối kháng lại. Ngươi tìm ta. Ở phía trên bầu trời, nữ vương Medusa khẽ cúi đầu nhìn Cổ Hà, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra một chút tựa nghi hoặc, chỉ trong một thoáng. Dung nhan tinh khiết nhất thời rực rỡ lên, chỉ một nụ cười đã làm cho vài tên đấu linh cường giả bên phía Cổ Hà thất thần trong khoảng khắc. Dưới cái nhìn chăm chú mỉm cười của nữ vương Medusa, Cổ Hà hít sâu một hơi, đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống. Ngẩng đầu lên cười nói, nữ vương Medusa bệ hạ, thực là may mắn được lại gặp ngài, ta là Cổ Hà của Mã Gia đế quốc. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tuy các người cường hoành tiến vào trong tộc ta là hành động cực kỳ vô lễ, nhưng mà xà nhân tộc chúng ta cũng chẳng phải chủng tộc man di không biết lý lẽ. Nhìn Cổ Hà tựa như lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong con người thu thủy của nữ vương Medusa xẹt qua một tia giảo hoạt. Hơn nữa luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà danh chấn Mã Gia đế quốc, đến lúc ấy chỉ cần tùy tiện ném ra một chút là có thể bồi thường đi điểm tổn hại nho nhỏ ấy mà, ta nói có đúng không? Đan Vương Cổ Hà, ách, nụ cười trên khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ. Chẳng qua Cổ Hà cũng là người kiến thức rộng rãi từng trải, lập tức hơi có chút khí độ sẵn sàng đối mặt, đầy hào khí phất phất tay. Nói, cường hoành tiến vào quý tộc, quả thực là chúng ta đã thất lễ, mấy cái tổn hại này, Cổ Hà ta tự nhiên sẽ có bồi thường lại. Ha ha, Cổ Hà đại sư thật đúng là rộng tay. Tay ngọc khẽ che đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cười cười, nữ vương Medusa chớp chớp hàng lông mi thon dài, khẽ cười nói, Cổ Hà đại sư. Thế còn chuyện ngươi mời nhiều bằng hữu như vậy, lại tốn nhiều sức lực tiến vào trong xà nhân tộc ta, cuối cùng là vì chuyện gì? Nghe được nói chuyện dần đến vấn đề chính, trên khuôn mặt của Cổ Hà cũng hiện lên một nét ngưng trọng, thoáng trầm mặc lựa lựa lời nói. Đừng nhìn nữ vương Medusa ở trước mặt đang có bộ dáng cười cười, tựa hồ như một người vô hại này. Hắn vô cùng rõ ràng năm đó Mễ Gia đế quốc cùng với xà nhân tộc khai chiến. Vị nữ nhân xinh tươi đẹp đẽ này chính là tại đương trường đánh ba vị cấp bậc đấu linh cường giả tan xương nát thịt đầy trời. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đủ để khiến những kẻ thường xuyên liếm máu trên đao cũng phải lạnh run. Hơn nữa Cổ Hà còn biết, thực lực của vị nữ vương Medusa này trong đám cấp bậc đấu hoàng cũng được liệt vào hàng đứng đầu. Nếu như không phải Mã Gia đế quốc có đến ba gã đấu hoàng cường giả, chỉ sợ không có một ai có thể một mình đánh bại à. Cho dù là Hắc Bào Nhân thần bí được đặc biệt mời đến ở bên cạnh, nhưng Cổ Hà cũng rõ ràng. Mời hắn đến không phải là để cùng nữ vương Medusa chiến đấu mà là nếu nữ vương Medusa có sát ý đối với bọn họ thì chỉ duy nhất mình hắn có thể đem nàng ngăn cản lại. Không để những người bên cạnh này bị nữ vương Medusa giết sạch. Chậm rãi thở ra một hơi, Cổ Hà ngẩng đầu lên, nhìn nữ vương Medusa trên bầu trời, trầm giọng nói. Việc này của tại hạ chủ yếu đến là vì dị hỏa mà nữ vương bệ hạ lấy. Được, Cổ Hà trầm giọng chậm rãi vang vọng tận chân trời, khiến cho không khí vốn ồn ào ở xung quanh bỗng nhiên im lặng đi rất nhiều. Ồ, người này quả nhiên cũng vì thanh liên địa tâm hỏa mà đến a. Tại một chỗ bên trong loạn thạch, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng cười khổ nói. Dị hỏa, nữ vương bệ hạ từ khi nào lại có được loại dị hỏa này chứ? Nghe thấy lời Cổ Hà, thân tình của Mạc Ba Tư cùng với Nguyệt Mị đang ở trên tường thành trống đầy vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết được chuyện nửa năm trước nữ vương Medusa ở bên ngoài Mạc Thành lấy được thanh liên địa tâm hỏa. Nữ vương bệ hạ định dùng dị hỏa làm cái gì? Trừng mắt nhìn một cách mờ mịt, một lúc sau tựa như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt của Nguyệt Mị chợt đại biến, vội quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Ba Tư, kinh hãi thấp giọng nói, chẳng lẽ? Hẳn đúng rồi. Bằng không nữ vương bệ hạ cũng không tốn nhiều tâm tư như vậy để tìm dị hỏa, trừ khi người định làm việc kia, còn không hẳn sẽ không có mục đích nào khác.
nhẹ nhàng hít một hơi, Mạc Ba Tư thấp giọng nói. Vậy, trời ạ, nhưng mà xác suất thất bại của việc đó là cực kỳ cao à. Nếu như nữ vương bệ hạ chẳng may gặp sự cố ngoài ý muốn, vậy xà nhân tộc chúng ta đây? Hai tay Nguyệt Mị ở trước người vặn xoắn lung tung, cười khổ nói. Ai? Nữ vương bệ hạ dừng tại cấp bậc đấu hoàng đã rất nhiều năm, có lẽ người đã có chút không kiên nhẫn, hắn tuy thường ngày cũng không quá để ý đến mấy chuyện này. Nhưng ta cũng rõ ràng hắn cũng muốn trở nên càng mạnh, bởi vì một khi đạt được đến cấp bậc đấu tông, vậy thì thực lực của xà nhân tộc sẽ rất nhanh được khuếch trương, về sau cùng không còn mãi bị vây trong cái sa mạc mờ mịt này nữa. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy đã thích ứng, nhưng mà xà nhân chúng ta cũng không thích hợp ở nơi này, huyết mạch của chúng ta dù sao cùng từ trong đất. Mạc Ba Tư khẽ thở dài, Nguyệt Mị cũng khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, đem ánh mắt cười khổ xuyên qua không trung nhìn về trên khuôn mặt của nữ vương Medusa đang từ mỉm cười dần chuyển hóa thành lạnh nhạt. Dị hỏa, các ngươi làm thế nào biết được tin tức ta tìm được dị hỏa? Ngón tay của nữ vương Medusa khẽ gạt qua mấy sợi tóc mềm trên trán, bên trong cặp mắt hơi có chút màu tím lóe ra nhiều điểm hàn ý. Nửa năm trước ta cự tình trùng hợp ở trong sa mạc tìm kiếm một loại dược liệu, xảo hợp cảm ứng được hơi thở của dị hỏa, liền đi thẳng đến đó. Tuy nhiên cũng không phát hiện được thân ảnh của nữ vương bệ hạ, chẳng qua là trên đường đi nhặt được vài miếng vảy rắn bảy màu dính máu. Vảy rắn bảy màu cũng chỉ khi nữ vương bệ hạ toàn lực chiến đấu thì loại vảy kỳ dị đó mới có thể xuất hiện ở bên ngoài thân. Hơn nữa trên miếng vảy rắn đó ta cũng dò xét ra mùi của dị hỏa, nói vậy lúc nữ vương bệ hạ đạt được dị hỏa, hẳn cũng đã bị thương phải không? Cổ Hà nhẹ giọng nói, nữ vương Medusa nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng nhuận, một đôi đồng tử kỳ dị gắt gao nhìn Cổ Hà, hàn ý nhàn nhạt từ trong đó bắn ra. Giả bộ như không nhận thấy tư vị bất thiện của nữ vương Medusa kia, Cổ Hà thật cẩn thận lùi về phía sau lưng hắc bảo nhân kia. Cười khổ nói, nữ vương bệ hạ, ta vẫn chưa có ý tứ gì khác, dị hỏa đối với một gã luyện dược sư có tầm quan trọng thế nào hắn nữ vương bệ hạ cũng rõ ràng. Vì tìm kiếm dị hỏa này mà ta cơ hồ đã chạy không biết bao lần các địa điểm kỳ dị tại Mã Gia Đế Quốc. Xà nhân huyết mạch âm hàn, dị hỏa đối với người thực không mang lại tác dụng quá lớn, cho nên tại hạ hy vọng nữ vương bệ hạ có thể cho ta dùng vật phẩm trao đổi lấy dị hỏa trong tay ngươi. Trao đổi? Nghe vậy, trong khóe mắt của nữ vương Medusa toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt, cười nhẹ nói, một khi đã biết thân phận ngươi là một gã luyện dược sư, hẳn là về lực lượng của dị hỏa sẽ biết rõ ràng hơn ta. Ngươi nói với loại này thì ngươi cần đưa ra cái gì mới có thể xứng đáng với giá trị của nó? Mày có chút hơi cau lại, Cổ Hà trầm ngâm một hồi lâu, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ đau xót hiếm thấy, ngẩng đầu trầm giọng nói, tại hạ nguyện ý dùng hai khỏa lục phẩm đấu linh đan, một khỏa thất phẩm hóa hình đan để đổi lấy dị hỏa, chẳng biết nữ vương bệ hạ nghĩ thế nào. Lời của Cổ Hà vừa nói ra, ánh mắt của đám người nghiêm sư ở xung quanh mở trừng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Cổ Hà, thậm chí ngay cả hắc bào nhân ở bên cạnh cũng khẽ quay đầu sang. Từ trong ánh mắt của hắc bào nhân toát ra một nét kinh ngạc, nói vậy hắn cũng không nghĩ tới Cổ Hà này lại vì dị hỏa mà xuất ra thủ bút lớn như thế. Lục phẩm đấu linh đan, đây là một loại đan dược có thể khiến đấu vương cường giả hồng mắt, hiệu quả của loại đan dược này đơn giản cũng làm cho người phát cuồng. Bởi vì hiệu quả của nó có thể khiến đấu vương cường giả sau khi ăn vào liền lập tức tăng lên một tinh. Nói cách khác, nếu như một gã nhị tinh đấu vương cường giả ăn đấu linh đan này vào, thì hắn liền trong thời gian vài ngày ngắn ngủi sẽ trở thành một gã tam tinh đấu vương. Phải biết rằng mỗi cấp bậc của đấu vương, sự chênh lệch của mỗi tinh đều là cực kỳ lớn. Rất nhiều đấu vương cường giả mặc dù trải qua nhiều năm tu luyện rất vất vả nhưng cũng chỉ dừng lại ở một tinh nào đó. Loại chuyện này gặp không ít, cho nên có thể thấy được đấu linh đan này chân quý đến mức nào. Đương nhiên, mặc dù hiệu quả cực kỳ của đấu linh đan khiến người ta đỏ mắt, nhưng mà cũng có hạn chế rất lớn. Một người chỉ cần ăn vào một khỏa thì từ khỏa thứ hai trở đi đối với hắn cơ bản là mất hiệu quả. Nói cách khác, một gã đấu vương cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa đấu linh đan. Nhưng mà dù như vậy, đấu linh đan này cũng là một loại linh dược khiến cho vô số cường giả trung tầng phải đỏ mắt. Vô số người để tìm được một khỏa đấu linh đan thậm chí còn có thể cam tâm trả một cái giá cực lớn. Nhưng mà lục phẩm đấu linh đan so sánh với thất phẩm hóa hình đan, liền có chút khiến người ta ngây ngốc. Loại đan dược này có thể khiến vô số ma thú cấp bậc đấu hoàng điên cuồng,
bởi vì chỉ cần có một khỏa đan dược này, bọn họ liền có thể thoát ly khỏi xác thú, từ nay về sau có thể có được tuổi thọ lâu dài của ma thú cùng với thiên phú tu luyện của nhân loại. Với hiệu quả đồng thời của hai loại này, có thể chế tạo ra loại này có lẽ là một gã đấu tông, thậm chí là đấu thánh cường giả trong truyền thuyết. Cổ Hà lấy ra hai chủng loại đan dược này, cơ hồ đã đạt tới mức khiến tất cả mọi người phải điên cuồng, cũng khó trách ngay cả mấy người nghiêm sư ở bên cạnh cũng có chút cảm thấy không thể hiểu nổi. Ta, người này xuất tay cũng lớn quá mức không? Bên trong loạn thạch, Tiêu Viêm há hốc mồm nhìn Cổ Hà ở trên trời cao, một lúc lâu sau mới có thể dần khôi phục lại tinh thần, trong lòng thầm nói. Quả không hổ danh là đệ nhất luyện dược sư của Mã Gia Đế Quốc, cái loại kỳ chân linh đan hóa hình đan này có thể nói là quý hiếm tựa lông phượng sừng lân. Xem ra hắn đối với dị hỏa kia đúng là bắt buộc phải có a. Xuất tay quả thật lớn a, chẳng qua đối với thuật luyện dược của hắn hiện tại. Tuy rằng có xác suất cực thấp luyện chế thành công đấu linh đan, còn với việc luyện hóa hóa hình đan, với hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra. Dược lão đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó thoáng có chút khinh thường nói, năm đó hắn tự mình luyện chế loại hóa hình đan này. Tự nhiên biết được cách chế tạo loại đan dược này khó khăn cùng với nghịch thiên đến mức nào, lúc trước nếu như không phải hắn có hóa hình đan trợ giúp, chỉ sợ cũng khó có thể luyện chế thành công được. Tiêu Viêm có chút khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hai người Nguyệt Mị đang ở trên tường thành. Hiển nhiên hai người này cũng vì Cổ Hà xuất ra thủ bút quá lớn mà cảm thấy hoảng sợ, thần tình vô cùng kinh hãi, nhìn qua có chút buồn cười. Ánh mắt di chuyển dần lên người nữ vương Medusa đang ở trên trời cao, nắm tay Tiêu Viêm khẽ nắm chặt lại, nhẹ giọng nói, không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Người cũng có cùng ý niệm trong đầu giống như Tiêu Viêm chính là Cổ Hà, ánh mắt vô cùng khẩn trương cũng đang dán trên người nữ vương Medusa đang trầm mặc, cũng đợi nàng mở miệng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, nữ vương Medusa ở trên trời cao trầm mặc một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm. Đôi mắt đẹp thoáng có chút tiếc nuối nhìn Cổ Hà, có chút bất đắc dĩ nói, ta không thể không thừa nhận điều kiện của ngươi quả thực mê người. Thật có lỗi, ta không thể cùng ngươi trao đổi được. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.